đang like rớt mạng. Đang like rớt mạng vậy đó. Vô lại mọi người ơi, đang like nó bị rớt mạng. Ôi nó cầm điện thoại ngoài mắt coi thằng con đó. Dắt em vô. Thằng Sạnh đứng ăn đi, đứng ăn đi. Vô lại nghe mọi người ơi, đang like bị rớt mạng. Wifi hết tiền đóng rồi rớt mạng. Cởi quần ra đi vô trong đi. Đi trong đấy đi con, dọa nước nha. Áo áo 25.000 luôn, 25.000 luôn nha mọi người ơi. Áo 25.000 chất vải cô tông 4 chiều. Nha mọi người. Đây là bạn nào lấy thì cho cái số điện thoại với luôn nha, để ghi lên bịch luôn cho nhanh. Kêu má lấy tiền má đường hỏi cho nó mua con cái cây bút lông mới. Dục đâu mất tiêu nữa rồi. Đây là đồ bộ nha. Đồ bộ 35.000 luôn. Đây. Đồ bộ. Má có 5.000 lẻ hả? Hay mở bớt trong đó là kéo vào tủ hả? Để qua ngoài mặt giùm đi. Đây là đồ bộ 35.000 nha, bộ đồ bộ giải cô tông, thun cô tông 4 chiều luôn, co giãn 4 chiều. Từ 55kg trở xuống mặc ok nha. Ai lấy bộ này thì ghi bộ đồ bộ cho Quyên nha. Từ 55kg trở xuống mặc vừa nha em. Ghi là bộ, ghi bộ. Hoặc là cho luôn số điện thoại để chị ghi tên lên bọc luôn rồi chốt thôi nha. Mua lẻ thì 5 sản phẩm trở lên thì Quyên ship nha, cọc cạc 20k nha. Tại vì Quyên ship nhiều trường hợp là bị không lấy hàng á. Rồi ship tiền ship đi ship về nữa. Nên mọi người thông cảm nha, cọc cạc 20k giúp Quyên nha. Đây đồ bộ. Đồ bộ này thun giãn cô tông 4 chiều luôn nha, chứ không phải là chất vải thường giống như mấy hàng chợ nha mọi người. Chất vải bao đẹp luôn. Đây Quyên chồng thử cái áo cho mọi người xem nha. Chồng không vừa quá. Đây. Nè. 55kg trở xuống mặc ok. Alo. Đi ra ngoài ăn đi con để nó chảy. Alo. Đi vô lấy thêm tiền đi con. Hồi nãy like bị ghi lộn giá. Ghê chứ. Khách nãy đông quá ở trong shop. Shop của Quyên đang gần có chục người khách cho nên đông quá, quýu. Bấm lộn giá cái này đồ bộ bán lẻ 35.000 luôn nha. Ai lấy bộ này thì chốt lại giúp Quyên nha. Để Quyên cho số điện thoại Quyên ghi luôn nha mọi người. Ok em cho em sang hô là bộ Lucy. Em lấy màu này luôn á em lấy màu rồi, màu hồng này luôn ha. Đây nha em, bộ đây là cũng bộ luôn nha. Đó, bộ này là 55kg trở xuống mặc ok luôn nha. Đây là bộ đùi. Đó, bộ đùi 55kg trở xuống mặc vừa luôn nha. Đó. Ok em sang hô này, chị chốt cho em bộ này. Tí nữa inbox cho chị cái điện thoại, số điện thoại với lại địa chỉ nha cưng. Ai lấy bộ này không ạ? Bộ này có rất nhiều màu rất đẹp nha, màu hồng.
màu hồng nè, màu này nè, màu này nữa, rất là nhiều màu nha mọi người. Xé cái bọc ra cho luôn đây, xé cái bọc ra ngoài ra đó. 35k, bạn nào lấy bộ này thì cho Quyên số điện thoại nha. Đây đưa cái bút đây, lấy cái đồ lau đi, đưa đây xé cho nhanh ba ơi. Hồi nãy đang like cái bị thứ nhất là bị lộn giá, thứ hai là bị rớt mạng. Mẹ à, mẹ xe đạp. Thôi đi, chỗ mày đang làm không dắt ra được. Bộ đồ luôn hả em lấy bộ đồ luôn phải không? Ok em. Lấy màu gì cưng? Bộ đồ lấy màu nào? Em lấy màu nào vậy? Màu hồng, màu trắng, màu xanh lợt nè, với lại màu màu hơi xám xám. Em lấy bộ màu gì? Màu trắng ha, màu trắng đẹp á luôn. Sao hôn 35.000, nhanh lên mọi người ơi, quẹo lựa nha. Hơi xám, ok em, rồi bộ này ha. Hàng đẹp, hàng mới thôi, chưa có bút tem mạc gì hết nha mọi người. Em lấy màu trắng hay xám? Chị ghi cho em tên màu xám rồi nè. Mấy bạn ơi chia sẻ livestream, mấy bạn nào mua hàng này chia sẻ livestream để nhận sẵn quà tặng bên Quyên nữa nha. Chia sẻ vô, bạn nào chia sẻ vô nhóm nhiều nhất thì sẽ nhận được quà tặng bất ngờ bên Quyên nha. Khi gửi hàng là tặng quà bất ngờ trong hàng luôn á. Đây, mấy mẫu áo kim sa hình về rất sát, 35k. Gì vậy anh? Coi nhà hả? Má má mở cửa hỏi ông coi nhà gì vậy? Sao anh? Má mở cửa trong vô. Cái cô mà mua cái nhà của cô này đấy. Dạ. Buổi sáng cô nói là nếu như mà có thể sắp xếp được á, thì cuối tuần này hoặc đầu tuần công chức. Ok, được. Ừ. Yeah. Thì lúc nào á, kêu có cái ngày giờ thì cô hẹn lại đi. Dạ dạ. Lúc nào kêu gửi thông tin đi. Dạ. Chứng minh nhân dân. À, rồi gọi để sáng em kêu ông xã em gửi cho. Ừ. Thế thì sáng ngày qua ghé qua nhà thùng luôn. Dạ dạ dạ. Qua coi nhà. À, hôm sáng ổng đem qua cho anh. Không, nghĩa là từ sáng nay có ai ghé đi coi căn nhà này không? Có một người coi á, lúc anh điện xong là lại coi đó. À thế hả? Ừ. Thông tin vậy nha. Rồi ok anh, dạ dạ. Để sáng đi rồi soạn giấy tờ đem qua cho. Soạn giấy tờ gửi. Dạ dạ dạ. Soạn đi hai vé luôn, một vé gửi cho cô đẹp, gửi cho cô Hằng, một vé gửi cho cô Phúc. Ok, dạ dạ rồi rồi. Vậy là chồng sớm cho cô Phúc đó luôn. Ừ, thế mà gì nhỉ? Thế mà có thể là như này, hẹn với cô Hằng có thể là nếu ví dụ cùng buổi sáng cũng được, còn không thì bên đó buổi sáng, bên cô Phúc buổi chiều. Dạ rồi dạ, ừ vậy cũng được. Ừ. Đây nha mọi người, áo kim sa. Áo kim sa. Chất cô tông 4 chiều co giãn chứ không phải mấy cái giải mà cứng ở trên thị trường. Đang bán hàng trên mạng đúng không? Dạ. Rồi. Chứ không phải mà mấy cái giải mà cứng ngắc ở ngoài thị trường mặc vô hả, nó không co giãn mà cỡ bầu là mặc vô như này Quyên chồng vô được luôn nha. Đó. Có bầu nhưng mà vẫn kéo vô vừa là mấy bạn biết cái chất giải cô tông 4 chiều nó co giãn cỡ nào rồi, chất giải cái chất giải này nó co giãn rất ok, giải đẹp nha, chứ không phải là hàng nước 2 nước 3 mà giải xấu quá. Đây nha mọi người, 35k. Còn cái áo thun này nè, là cái áo về the shop này á, kim size này nó có rất nhiều màu nha, rất nhiều màu.
được áo thun nè. Áo thun này là hả dư 55kg, mặc dư dư sức luôn nè. Có cái hình áo con chó này cũng dễ thương lắm nha mọi người. Đó, áo 35k hình con chó kim sa rất là dễ thương nha. Đó, có rất nhiều màu. Đó, nó có cái tháp nữa, tháp Eiffel nữa, Paris. Đây nha mọi người, 35k luôn. Chó hồng. Rồi ok em, san hô chó hồng. Đâu rồi? Ê Hoàng, qua một cái bao mình kiếm đâu con chó màu hồng. Chó hồng thôi. Đó, kiếm hình con chó màu hồng á. Chó hồng. Chó mày hồng, chó mày hồng. Có không hôm động có con. À, có cái áo Adidas này cũng rất đẹp, chất vải cô tông 4 chiều rất đẹp. Đây nha. Đó, rất đẹp nha mọi người. Đẹp lắm luôn á. Hai mươi lăm k là áo thường thun thường, còn mà 35k là áo kim sa nha em. Hai mươi lăm k là áo thun thường á, áo thun in chứ, là áo thun này dạng in này nè. San hô ơi, chó hồng hết rồi, em lấy chó màu cam này được không em? Dạ. Chó hồng hết hàng rồi, khách mới vô lấy rồi. Hết rồi thôi. Em lấy đỡ chó cam này nha, em san hô ơi. Em chia sẻ nhưng mà khi mua hàng chia sẻ thì sẽ nhận được quà khi nhận hàng nha. Áp dụng cho những bạn mà mua hàng nha em ơi. Chia sẻ livestream thì sẽ nhận được quà tặng bên công ty của Quyên. San hô em lấy cái màu hồng này được, màu cam này nha em, màu hồng hết rồi. Áo kim sa là 35k, còn áo thun in chữ thường là 25k. À, áo thun in chữ thường đây. Còn đồ bộ. Kiếm mấy cái bao này nè, đồ bộ á. Bao này đây. Đây mấy cái áo này là 25k nè. Chất vải cô tông 4 chiều, co giãn rất nhiều luôn nè, đây rất giãn nhiều luôn. Đây em bầu em 60kg, 61kg nè. Mà ok luôn chứ không phải mấy như mấy cái chất vải mà ở ngoài chợ vải cứng ngắc nha, mấy bạn mặc vô là không có bao giờ vừa. Đó, em bầu em mặc vô vừa luôn nha. Đây nha mọi người. Nếu mua 3 bộ tính 100k. Ok, mua 3 bộ tính 100k. Đây nha, áo thun nè. Chị để mặt nhà gì em mua về bán là sao em? Ok luôn, ai mua 3 bộ tính 100k luôn. 3 cái tính 100k hết. Còn áo này là 25k nha, không có giảm được nha. Tại vì còn mấy bạn lấy sỉ nữa không có giảm được nha. Đó, chất vải rất ok, mắt lạnh luôn. Chứ không phải như mấy cái hàng chợ mà vải cứng ngắc á, vải giống như mấy ba cái vải mà cái vải gì vải mà mấy vải mà may đồ Noel á, vải thấy ghê, vải mặc vô cứng ngắc không có co giãn. Đây là có rất nhiều hình luôn. À, rất dễ thương nha. Phối với quần sọt, quần rim rồi rất là đẹp luôn. Mặc đi làm, đi chơi hay là đi đâu cũng được. Chất vải rất đẹp luôn, cầm cái áo lên đáng đồng tiền luôn á. Quá rẻ luôn.
không biết. Cái này 25k. Áo thun in chữ là 25k, còn mà áo phim xa là 35k. Đó, áo thun này thì 25k nè. San hô là bé này nó hay mua kem mình. Hay mua kem nè, sao vậy? Nói gì không hiểu ta. Đây áo này 25k, có rất nhiều hình nha mọi người. Còn bạn nào muốn lấy cái hàng 25k này về bán thì inbox nha. Bán cho vui thôi chứ thiệt, chứ bán mấy cái này có lời bao nhiêu đâu. Có kiếm mấy cái bộ nữa. Đầm này là đầm 35k đây. 3 cái 100. Chất giãn, co giãn rất nhiều luôn, 55kg mặc vừa luôn. Từ 55kg trở xuống. Này, chất giãn lắm nha. Có rất nhiều màu. Nhiều màu luôn, bạn nào lấy thì cho số điện thoại nha để Quyên ship hàng nha. Có nhiều bạn đồ bộ ngủ vải lanh không có, bữa nay không có hàng đó em ơi. Bữa nay có chỉ có một mẫu bộ đồ ngủ này thôi, đang có bộ ngủ này thôi nè. Đây em đó, bộ này 55kg trở xuống mặc vừa nha. Đó. Mua 3 sản phẩm là 100. Bạn nào lấy hàng thì nhớ cọc cạc 20k nha, để gửi hàng cho mấy bạn nha. Đây là có cây áo mèo đây nè. Ủa áo mèo này nãy mở ra chưa? Mở rồi. Đây là đồ bộ. Đồ bộ cũng 35k đồng giá luôn nha. Chỉ có một cây một à. Chỉ có một cục này thôi à. Không có nhiều nha mấy bạn. Vải. Đúng, vải này là vải kate em à. Còn đây là vải thun cô tông 4 chiều. Đó. Bộ đồ bộ này 35k, 57kg trở xuống mặc ok luôn. Đây nha. Thun lửng, bộ đồ thun lửng. 57kg trở xuống mặc ok. Nó có nhiều màu lắm. À, màu này. Màu hồng. Màu xanh, đỏ, đó, đó có tổng cộng 5 màu nha. Ai lấy bộ này thì đưa để số điện thoại lại cho Quyên nha. Ai lấy có ai lấy bộ này không? Bộ này đúng rồi. Cho bà, mấy bà lựa từ chiều giờ luôn. Thấy mệt. Bán lợn thấy nhiều mệt. Đúng là buôn bán. Bà nào? À. Em lo lù bù quá không để ý. Mai treo mẫu rồi đó, mấy mẫu treo ngoài đó, bán hết rồi. Mai treo mấy cái này ra nữa.
tầm 35k luôn nè, ba cái 100 nha. Không có lúc nào mà rẻ như lúc này. Đây. Đó. Đây nha mọi người. Nó lớn hả? À, nó lớn lên hả? Tầm này là 35k luôn nha. Đó. Chất cô tông 4 chiều, thun 4 chiều. Rất mát luôn. Chất vải dày nha, chứ không phải vải mỏng nha mấy bạn. Đây là hàng hợp cẩm lộn xộn, có bộ nó còn một bộ, có bộ là nó có được 3-4 bộ. Chứ không phải là bộ nào cũng còn đủ màu hết nha. Cái hàng hợp cẩm đó, có mỗi có bộ thì có mỗi mẫu chỉ có một cái thôi. Đây. Này là đầm màu cam chấm bi. Mai á, sổ mấy cái đầm này treo qua trước. Tại vì có xốp nữa cho nên nãy xốp đông quá. Này, bạn nào lấy mẫu nào thì một là chụp màn hình lại, còn thôi là cái đầm này là đầm xanh chấm bi vàng nha. Hello Trần Kiều. Đó, mấy như mấy cái mẫu này thì chỉ có mỗi bộ chỉ có một cái thôi. Mỗi mẫu có một cái thôi à. Rất xinh luôn. Cái này là 55kg mặt ok nha, chất dễ giãn. Đó, thun giãn lắm nha mọi người. Cam sọc, đầm cam sọc. Ai lấy thì ghi là đầm cam sọc chút quên nha. Gì cơ? Để đây chút quýnh á. Đầm quần đồ bộ, đầm áo kim sa đồ bộ là 35.000 một ca, một sản phẩm, ba sản phẩm thì giá 100.000 nha. Đầm đồ bộ áo kim sa, áo kim sa nó mắc hơn áo thun in nha mấy bạn ơi, in rẻ hơn. Đây, rất là co giãn, rất giãn dữ lắm luôn. 55kg trở xuống mặt ok nha. Có hình cái tháp hồi nãy này là có 6 màu. Đây,
Á Kim Sa, rất đẹp nha. Kim Sa mà hình mắt kính đó. Có một kiểu là ba mươi lăm nghìn. Cái này nó có cái quần ở bên trong luôn, có cái quần bên trong luôn. Cái này hả, 35k em ơi, 35k nha. Chị thấy em Ngọc Đoan, cô hai có thun form rộng trên 60kg không cô? Áo form rộng bên đây cô không có. Có mấy cái bộ đồ bộ này nè, 60kg mặc dù. Không, 55kg mặc dù, 57kg. Cái đầm này 35k nha mọi người ơi, 35k, chỉ có một cái duy nhất luôn. Chỉ còn một cái duy nhất thôi nha. Còn một cái duy nhất, có cái quần bên trong luôn. Bạn nào đang xem thì chia sẻ, bạn nào mua hàng thì chia sẻ với Quyên rồi sẽ nhận được quà tặng khi nhận hàng. Mua đây là đầm ba lỗ, có cái nón, có nón nữa sao này nữa nè. À, ba lỗ có cái nón nha. Mấy cái này xếp quăng bọc nha. Không, cái này phải. Có mấy cái, đưa mấy cái đầm đây rồi. Đang sale hàng thập cẩm Quảng Châu rồi dọn tùm lum tà la luôn. Đây nữa nha. Của lại má. Đó. Cái đâu rồi? Đây nha mấy bạn, bạn nào lấy cái đầm này thì inbox liền nha. Chụp lại màn hình nha. Còn chị mỗi mẫu thì sót lại cứ một cái thôi. Đó, mấy bạn xem kỹ thấy không? Đồ bộ ok. Đồ bộ rồi. Đây cái đầm vàng này nha. Bạn nào lấy thì ghi cái đầm vàng. Cái đầm vàng có đầm vàng lại nha. Đồ bộ rồi, từ đợi xíu. Có liền. Cái đồ bộ nó mặc thôi, nó tay ở đâu rồi. Đồ đó quăng ở đây. Đâu rồi mày mặc đồ quăng đâu rồi? Nó cay nó đâu, trong đây nè, trong đây nè.
đồ bộ này chắc là giải thun cô tông 4 chiều rất mát nha. Đây, thun cô tông 4 chiều rất mát luôn, từ 57 kg, 58 kg để số mặt ok. Thành con mini đó. 58 kg trở xuống mặt là ok luôn nha, chất giải thun lạnh, thun cô tông 4 chiều rất mát nha. Đó, rất là mát luôn á. Chứ không phải mấy cái giải mà giải ra giải thường ở ngoài chợ đâu nha mấy bạn. Nay bồng mệt lắm rồi, không có nó nói chuyện ra hơi nổi. Mệt lắm, đúng lắm rồi. Đây nè, nó có rất nhiều màu nha. Đó. Nó có rất nhiều màu luôn. 35k 3 bộ 100 luôn. Đây nè, rất nhiều màu. 35.000 con ơi. Một bộ 35. 3 bộ 100. Đó. Nó có rất nhiều màu nha. Màu hồng, màu xanh. Đó, xanh củ vịt. Đó, rất nhiều màu. Bạn nào lấy màu nào thì để màu đó cho ghi màu đó nha. Hân Nguyễn, em lấy màu gì vậy Hân Nguyễn? Em lấy màu nào em? Màu hồng nè, màu da bò. Đó, có màu hồng này nữa nè. Màu hồng này đẹp nè. Mấy bạn da trắng mặc màu hồng này đẹp nè. 57 kg vừa luôn, bao vừa luôn, chất giải thun rất mát, thun cô tông 4 triệu mà. Nãy Hoàng 55 kg mặc còn rộng mà. Thanh mặt đẹp, Thanh mặt đẹp á. Hân, em lấy màu gì vậy Hân? Lấy màu gì để chị ghi luôn, chị ghi ra bao luôn nè. Thanh lấy cái bộ màu bò này mặc đẹp nè Thanh ơi. 35.000, quá đẹp luôn, 3 bộ 100 luôn. Quá rẻ. Rẻ bèo nhèo, thua có tô canh bún may mắn nữa. Màu đen, hồng, xanh. Đen, hồng, xanh lấy lượt bao bộ luôn hả? Thanh lấy lượt bao bộ đen, hồng, xanh luôn hả? Không có đen. Đen hả? Mà có người lấy rồi, đâu rồi cái bút lông luôn nữa rồi. Coi coi bút lông lạc hơn nữa rồi. Bút lấy xanh nhìn gì túi. Áo không có túi. Coi có sao lưng này không? Điện thoại đó để rồi nè. Để lên trên kia đi. Máy cho con mượn cái ghế đâu ngồi, đau lưng quá. Sáng giờ đau lưng quá. Quay qua đây ngồi, ngồi đó đau lưng quá à, ghế đó. Cây bút lông nó lâu nữa rồi. Sáng mình mua 2-3 cây rồi đó. Lấy một con đi. Em lấy bộ hồng rồi, ok em, bộ hồng. Màu hồng. Ê, lấy cái cây đồ này nè, đồ Milan nè. Xích lại đây đi, dựa, đau lưng quá. Sáng giờ. Mẹ là của ai vậy? Của mẹ. Sang hô màu hồng, có mấy cái bộ nãy rồi để ghi đây rồi ghi tên hết rồi đó. Rồi ghi tên được đây. Mới bán lần đầu, bán quần áo lần đầu có gì lụp chụp cho nên mọi người thông cảm nha. Mọi người thông cảm bò. Chứ đó về là bán kem không mà. Bán kem, bán nhà, bán xe không mà chứ không có bán quần áo. Mọi người thông cảm bò quá. Mọi người thông cảm bò qua cho em. Màu hồng. Thanh lấy màu nào Thanh ơi? Màu đen, em lấy da bò. Da bò đâu rồi? Mới quăng đây nữa rồi, đây nè. Bé Hân lấy màu da bò nè. Hân. Bé Hân nè.
sau đó luôn đi. Kêu một đen già. Kêu mót đem qua giùm, không ai coi bao. Màu đen hồng xanh lấy ba bộ luôn hả? Năm mặt vừa luôn Năm ơi. Bao vừa luôn. Quăng mấy cây đồ bộ qua, còn cây nào quăng đồ bộ qua nữa. Mai, ngày mai là về đồ bộ nhiều lắm. Là Thanh lấy ba bộ luôn hả? Ba bộ đen. Vậy để kêu món đem qua cho nha. Xanh nè. Lấy màu xanh dịch, củ dịch nè ha. Xanh củ dịch với lại xanh này đi. Đen không có. Đen không có đâu. Hay lấy màu cam. Đỏ. Thanh. Chờ ông Quyết. Kìa bên đây nè, nắm đây nè, Dũng đây. Ông Quyết ông đi nhậu hoài vậy trời thiệt. Để em đưa cho ông mất. Ok. Để còn mẫu bộ gu xì cũng đẹp lắm á. Ở chiều kêu Yến để riêng đồ bộ rồi nhét chung luôn. Ở đây là bộ gu xì đây nè, còn bộ bộ mà cái hình Million còn có 4 bộ nữa là hết nha mọi người ơi. Cái hàng lấy em thêm bộ màu xanh nữa, xanh này nha em, xanh này nè, xanh này đẹp nè bé Hân. Còn đây là bộ gu xì xanh cổ dịch ngọc nguyên đan, xanh cổ dịch rồi hết em à, còn màu hồng với màu cam. Còn màu hồng với màu cam nè em. Màu hồng với lại màu cam. Màu cam sữa. Cái bộ này là 57kg trở xuống mặt ok nè. Rồi bộ cái bộ gu xì này nè là 56kg, 55kg mặt ok nè. Đây chị mở bộ gu xì cho mọi người coi nha. Bộ gu xì là có màu tím, màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Màu... màu này kêu màu gì trời? Dạ. Màu dâu hả? Đây, đây là bộ gu xì nha, đâu rồi? Đó. Bộ gu xì. Cái quần của nó đây, cũng là chất thun cô tông 4 chiều. Bộ này tầm 55kg trở xuống mặt, mấy bạn 55kg trở xuống mặt vừa. Đây nha mấy bạn. Bạn nào lấy thì lấy nha, chỉ có được 6 bộ, 7 bộ thôi à, hết hàng. Hân Nguyễn, ok em. Lấy cái màu này luôn ha bé Hân. À ra đi. Gu xì tím, ok em. Ủa nãy bé san hô nãy có lấy bộ gu xì, còn cái bộ kia nữa không? Bộ cái hình này nè. Đây gu xì tím nè. Gu xì tím này nha bé. Em lấy bộ này hả? Màu tím này hả? Bạn san hô lấy gu xì tím rồi. Giờ gu xì chỉ còn màu này. Màu xanh, màu hồng, màu vàng. Đó. Với màu đỏ đô đậm. Gu xì còn bò được 4 màu này nha. Đó. Mấy bạn nào chia sẻ livestream thì sẽ được nhận được quà khi nhận hàng nha. Chị có size S không? Cái mẫu này á là nó co giãn rất nhiều, từ 55kg trở xuống là mình mặc vừa. Đó, cái chất vải nó co giãn rất nhiều nha em. Size S thì tầm 50kg hay 48kg mặc vẫn ok luôn. Đây em. Nó có một size nhưng mà cỡ nào mặc cũng được hết nè. Đó, nó co giãn rất là nhiều luôn. Đó thấy không nè, coi giãn rất nhiều nha. Đỏ đô nữa nha chị, ok em. Đỏ đô. Bé Hân.
Yến vô kiếm cái cục đồ bộ này, hình này nè Yến. Đây là ghi tên hết rồi, tí nữa là lấy tím với vàng. Em lấy màu hồng. Bạn Ngọc Huyền Đoan màu hồng nè. Đó cái hình giống cái hình Malaka đang mặc đó. Ngọc Huyền Đoan. Xanh đây, còn một bộ xanh. Trời ơi Hoàng, mày chỉ cái bộ đó cho nó Hoàng cái hình đó đó. Cái đồ bộ là nó dày, tầm vô nó dày cái tay. Đây nè màu xanh nè bé Hơn. Còn đúng một bộ màu xanh với màu vàng. Hồi nãy bạn sang hô lấy màu tím nè. Ngày mai đồ bộ về rất nhiều nha. Hả? Sang hô. Bạn sang hô lấy bộ màu tím. Thấy con thấy dì Hai thấy con nè, Trần Kiều. Có vô lấy không, mấy bộ này là con mặc đẹp lắm nè con. Màu vàng, còn giờ còn màu vàng, màu hồng, màu xanh. Bộ Gucci này rất là đẹp nha. Hết tím rồi Hân ơi. Chị hết tím. Gucci còn được 4 bộ nữa. Nó đâu nằm ngay chỗ chân Hoàng á. Gì? Ngoài mô nó hả? Bộ mini in thì chỉ còn 2 màu này thôi nha. Bộ mini in này còn 2 màu thôi, màu hồng với là màu cam. Rồi đem đây quăng cái bộ đó đây. Xong rồi lấy cái bộ đồ mà ôi da trời chết tôi. Lấy cái bộ mà đó đó, bộ mà chấm bi á. Rồi. Em lấy vàng xanh luôn rồi bé Hân. Rồi. Bộ 35k một bộ, 3 bộ 100k luôn nha. Hân, bé Hân. Trời ơi, mày lấy cái cây đồ á, mày lấy cái bộ đó chi? Đây bộ đồ bộ đó đó. Nó soạn qua đây. Bé Hân. Rồi bộ Gucci chỉ còn 2 bộ nữa là hết nha mọi người. Đây, bộ Gucci còn 2 bộ nữa là hết nha. Đây cái bộ này cũng rất là đẹp đây. Từ 57kg trở xuống mặc ok. Chị không có bầu là chị cũng lấy mấy bộ chị mặc rồi. Đây nha. Bộ này là về rất là đẹp luôn. Chất vải mặc ok luôn nha. Thun cô tông 4 chiều. Đó. Bộ này mặc rất là xinh luôn. À, hở ngực luôn nha, hở ngực. Hai bộ nào con? Hai bộ này hả? Trần Kiều, con lấy bộ nào? Bộ này, cái kiểu này nè, là quần lửng luôn nha. Để lên trên bàn nè, đó, hồi đó kiếm không gặp bây giờ. Đó, quần lửng. Quần lửng. Đó, quần giãn, giãn bao giãn luôn, 57kg trở xuống mặc ok. Đó, cái kiểu áo của nó nha. Hai bộ Gucci, ok con. Trần Kiều là màu vàng với màu hồng nha con. Trần Kiều. Những em nào chị ghi tên rồi tí nữa chị sẽ inbox rồi cho chị địa chỉ với lại số điện thoại chị ship nha. Trần Kiều. Rồi có ai lấy bộ màu cái bộ kiểu này không ạ? Bộ này đây, rất là xinh. Đó, tại vì có bầu chúng có bầu mặc cái mẫu này là hở ngực ra rất là nhìn rất là mát mẻ luôn á. Đây có được bộ này có được mấy màu này nha, màu xanh, màu hồng, màu da bò, màu vàng da bò. Nguyễn Huyền Đoan lấy màu đỏ nè. Đây nha, Nguyễn Huyền Đoan màu đỏ.
Nguyễn Huyền đo. Đây, còn màu xanh, màu hồng, màu vàng da bò nè, màu xanh ngọc. Đó, còn một bộ màu đỏ nữa thôi. Ok, màu hồng rất đẹp luôn á. Hân, bé Hân. Cái gì đâu. Đây. 35k 3 bộ 100 luôn nha mọi người ơi. Đó. Mẫu này thì còn màu xanh, màu vàng, màu xanh ngọc, màu đỏ, màu hồng, gu xì hết rồi. Bộ Maiden thì còn được hai mẫu này nha, hai màu. Rồi một tí nữa em sẽ like. Đỏ vàng bò em lấy hai bộ là màu đỏ với màu vàng bò đúng không em? Đấy, lấy cái bịch thôi có rồi. Mọi người ơi nhanh ơi, mỗi bộ chỉ có được 10 bộ thôi à, không có nhiều đâu. Mỗi mẫu chỉ có 10 bộ thôi, không có nhiều. Ngày mai sẽ về mẫu mới. Mà bạn Ngọc Huyền Đoan. Mấy bạn đang xem thì chia sẻ đi để nhận quà của Quyên nha. Nhận quà bất ngờ, món quà bất ngờ. Ngọc Huyền Đoan. Mới bán quần áo lần đầu tiên có lụp chụp. À, mọi người thông cảm nha. Em vậy là em lấy một bộ màu vàng bò thôi đúng không em Ngọc Huyền Đoan nè. Là bộ màu đỏ này bỏ đúng không em? Chị bỏ nha. Lấy bộ đồ bộ ngủ giải lanh về bán đi chị. Ok, ngày mai có. Ngày mai sẽ có. Màu xanh ngọc. Xanh ngọc bạn sang hô. Ngày mai có. Rồi màu mẫu này chỉ còn được 3 màu này nữa thôi nha. Tí nữa Quy sẽ giới thiệu lại, sẽ đưa lên lại cho mấy bạn chưa mua được xem. Nè, anh lấy cái cây này qua luôn. Đâu mấy bộ ra, mấy bộ đồ bộ chấm bi rồi con á. Ok em, có like mấy cái đầm nè, tí nữa có mấy cái đầm Quảng Châu nè. Đầm lộn xộn của Quảng Châu á, tí nữa coi để mua nè. Có về lô đầm Quảng Châu nhiều lắm, nhiều mẫu lắm. Đầm mà 5-7kg trở xuống á, mặc là ok. Đây mẫu này cũng 35k 3 bộ 100 luôn. Mẫu này là mẫu mặc ngủ, em mặc đi chơi thì đi ăn nhậu đi gì đó cũng được nha. 35k rất là xinh luôn. Bộ này là bộ đùi, bộ lửng quần đùi đó. 55kg trở xuống mặc ok nha. Về đi. Hai bộ này hả em? Đó. Bộ này là nó có màu tím kiếm. Chết rồi, còn có hai bộ hả? Nó còn có màu này. Đây, nó còn được nhiêu đây màu? Vải KT em. Vải KT mịn á. À, chất vải KT mịn mát. Nè, chất giải rất là đẹp nha. À, xem chất giải rất đẹp. Nó có giãn, co giãn nhẹ luôn á. Nè, chất giải co giãn nhẹ luôn nha. Nè, hãy nguyên đùm đâu đây nè. Lấy con bộ chấm bi, hai bộ trắng với hồng. Ok con, là hai bộ này ha con ha. Quăng cái bịch lại, Yến quăng cái bịch không lại xếp này vô. À, mấy em đang xem là chia sẻ là chim vô nhóm thì nhiều nha. Một tí nữa chết inbox rồi, bạn nào chia sẻ nhiều nhất sẽ tặng một sản phẩm bất ngờ, giống như là sữa tắm nè, kem body nè, rồi kem play hay là serum hay là sữa rửa mặt, bất kỳ sản phẩm bất ngờ.
Trần Kiều, Trần Kiều màu hồng với màu trắng nè. Trần Kiều. Không, cái nào nâu Ngọc Huyền Đoan, lấy bộ này em. Rồi để chị xếp cho Bạch lại nha, hồi nãy chị bơi ra để cho khách coi mẫu thôi. Hết luôn rồi, chỉ còn có hai bộ, chỉ còn có, ủa này không phải, chỉ còn có hai màu này nữa thôi là hết nha. Ba màu, còn ba bộ nữa hết, ba bộ. Rất là xinh. Đỏ. Nâu cánh đỏ đây là một của bạn của em Ngọc Huyền Đoan. Mấy khách quen thì khỏi cọc nha, còn mấy bạn mà mới mua của Quyên lần đầu thì cọc 20k cái tiền cạc điện thoại để mà làm tin để mà Quyên gửi nha. Tại vì có nhiều trường hợp mấy bạn mà chưa mua hàng bên Quyên qua lần nào á, gửi đi rồi mấy bạn không nhận á, phải trả hàng về, Quyên vừa trả tiền ship đi ship về là 50.000, 60.000, 70.000, có khi có chỗ 100.000 luôn á. Cho nên mấy bạn thông cảm về cái phần mà đặt cọc cạc nha. 35k một bộ, 35k một bộ nha em ơi. Đây Quyên sẽ mở lại cho. Ok em, cảm ơn em. Đây chị sẽ mở lại mẫu cho các bạn mà những bạn mà mới vô xem á, chưa xem được mẫu nha. Đó, 35k một bộ. Từ cái bộ này là từ 57kg trở xuống, mặc ok nè. Đó. Quần đùi. Đó. Quần tới đầu gối nha. 35k một bộ, 3 bộ 100. Rồi sẽ chia sẻ, những bạn nào chia sẻ livestream nhiều nhất thì sẽ được tặng quà bên Quyên nha. Sau cái thi livestream này Quyên sẽ chết bạn nào xem, bạn nào chia sẻ nhiều nhất thì sẽ tặng quà cho bạn đó. Gu xì đã hết. Gu xì hết, còn có bộ median. Lấy màu đỏ 2 cầm nữa. Lấy bộ này hả con? Bộ này hả? Nè bộ này là màu đỏ nè con. Ok, lai áo liền luôn. Áo 25k. Kim sa thì 35k, còn áo in đó là 25k nha. Đây bộ đỏ này nha, Trần Kiều. Trần Kiều. Trần Kiều. Trần Kiều. Rồi quần áo lên đây, quần áo lên đây, đồ bộ. Hôm nay chị về được có 3 mẫu đồ bộ gu xì với lại cái bộ thiêu này với lại cái bộ trên median, 4 mẫu đồ bộ à. Ngày mai mới về nữa nha em. Đây chị lai áo. Đây đưa hết áo này nè. Dạ bộ đỏ 2 rồi. Còn bộ đồ bộ nào khác nữa không chị? Ngày, đồ bộ ngày mai về nhiều lắm nha em. Đây áo. Chất vải cô tông 4 chiều nha, chứ không phải chất vải cứng giống như mấy ở chợ nha mấy bạn. Đây là áo 25k đây. Ồ. Này gu xì áo hay gì vậy? Áo. Này áo. Đây áo này là đó, Nguyên mặc thử là cho biết là cái chất vải của nó là cô tông 4 chiều 25k. Chất giải cô tông 4 chiều rất là co giãn. Ok luôn, bầu mặt vẫn vừa. Đó, thì mấy bạn mà từ 55kg trở xuống, 56kg trở xuống mặc là ok luôn. 25k chứ không phải chất giải mà giải cứng giống như ngoài chợ đó, là tầm mấy bé mà 50kg mặc vô là vừa, chứ mà tầm 55kg mặc vô là không có vừa. Đây chất giải cô tông 4 chiều nha, chất giải rất đẹp. Cầm mát lạnh tay. Bao vừa luôn. Đây nha, đây là hình Adidas nè. Nhà Quyên sẽ tháo hết cho mọi người coi luôn. Mới toanh luôn nha. Không, cái áo này là, cái áo này là 35k. Áo mẫu này thì là 35k nha. Đó, áo này tay lỡ. Mẫu này 35k. Đó, mẫu này cũng rất là đẹp.
Mẫu này mặc với quần sọt là đẹp lắm luôn á. Hồi trước Quyên chưa có bầu cũng hay mặc mấy kiểu áo như vậy nè. Đó, thấy không? Có bầu mà mặc vô thoải mái ok luôn á. Chất vải nó khung cô tông 4 chiều á, cho nên nó co giãn dữ lắm. Em 52kg là bao vừa luôn, áo nó 35k, lộn ra đi. Không, cọc này là 55k. Cái cọc áo, ế lộn, 35k, cọc áo 35.000 này là có màu xám. Màu xám nè, màu hồng, màu vàng bò. Là lấy cái mà... đây nè. Mới like lần đầu cho nên hơi lụp chụp, mọi người thông cảm nha. Đó, có màu này, có mẫu này. Áo 25k nhiều lắm. Chịu khó tháo ra trong chút xếp vô bịch lại. Đây nha. 25k. Em lấy cái trắng. Không, trắng đó, cái trắng là 35k nha em. Cái trắng hồi nãy là 35k nha Ngọc Huyền Đoan. Cái trắng này 35k nè. Cái này là giải Borip. Còn này giải cô tông 4 chiều đây. 25k đây nha. 25k rất là xinh luôn, mặc đi chơi là đi học, đi dã ngoại, đây là làm cái gì cũng được hết. Chỉ có 25.000, quá đẹp, quá rẻ. Rẻ hơn ở ngoài chợ bán 3k 100 nữa. Thân Nguyễn ok em. Thân Nguyễn ở chợ nó bán 3k 100 rồi đó. Nhưng mà em bán chỉ có 1 cái 25.000 thôi, quá rẻ bèo luôn. Nha. 25k trắng. Kiếm mà còn mẫu trắng nào nữa không biết. Cái này để riêng đi. 35k để riêng qua bên cái này. Không, cái 35k để riêng, đừng có để lộn. Chợ này đâu phải áo á. 35k, 25k, màu trắng ở đây, quăng màu trắng lên. Đây màu trắng có hình khác nha em ơi. Tại vì mỗi nó áo lộn xộn lắm chứ nó không có được. Đây, bé san hô nè, màu trắng, lấy màu trắng này không? Puma nè, ở sau lưng của nó nè. Đó, kiểu sau lưng của nó nè, rất đẹp. Đó, có lấy mẫu này thì lấy nha em. Bé Hân lấy màu Puma này luôn phải không? Lấy mẫu Puma màu trắng này luôn phải không? Mấy áo này là, cái áo này là từ 55kg trở xuống mà ok hết nha. Chất vải cô tông 4 chiều, co giãn rất tốt. Ok em. Bé Hân nè. Rồi chị tháo tiếp áo nha. Thì để đây đi tí nữa, xếp vô bịch lại khỏi cần bỏ rập. Xếp thôi khỏi cần bỏ rập. Mấy cái áo kim sa này nè, để riêng nè. Để hơi nữa lộn, nó báo giá lộn nó thấp. Đầm nè, xếp riêng ha. Bầu hoàng nó ngồi. Đâu rồi về hả? Xanh ngọc. Lấy cái 25k xanh ngọc này phải không bé Đoan? Đây nè. Rồi, đưa cái trắng ra đây luôn. Cái trắng 35k. Đâu anh Đức Long mới viết được đâu nữa. Thấy rồi, thấy rồi. Mai mua lố bút lông qua chiều về dục mất hoài. Bé Ngọc Huyền Đoan nè. Hàng quá rẻ mọi người ơi, vô hốt hàng nha mọi người ơi. Rẻ hơn ở chợ bán luôn. Ngọc Huyền Đoan ở chợ hả, 3k 100 ở đây. Bỏ vô bịch lại đi con. Đây đưa đây con like luôn. Ngọc Huyền Đoan. Ở chợ bán 3k 100 đây, chỉ ra một cái chỉ có 25.000 thôi. Đó, cái nào ghi tên rồi để quăng dưới nha. Đây nè, mẫu trắng nữa nè, rất xinh luôn nha mọi người. Ủa này lộn, này 35. Cái mẫu này là mẫu kim sa là 35 hết nha. Để mọi người khỏi lộn, đây là mẫu kim sa. Chiếu lấp lánh thì 35.000.
thấy chị thấy em nè, Ngọc Huyền Đoan có váy 5960 mấy 88 có luôn à, tí chị like nha. Thì chị like tới màu mẫu đầm nè, chị đang like áo thun nè, cái này xếp ra để riêng Kim Sa, cái hàng 35 để riêng ra đây. Mẫu này 25k trắng Kim Sa 35 đây, ghi ra luôn, có người lấy nè. Hello em Trang Trần. Đây nè, mẫu này là 25k nha. Đó, in hình đây là dập in hình trái táo rất xinh luôn. Đó. Bạn nào lấy thì à, 25k quẹo lửa. 25.000 thôi, áo thun cô tông 4 chiều nha, chứ không phải thun vỏ mà vợ nha. Trời ơi, đi xuống chỗ mẹ đang làm. Nè, chất do tại chất giải nó co giãn rất là nhiều luôn. Đó, chứ không phải giống như mấy cái hàng chợ cứng á. Hàng chợ nó cứng á, là mấy bé chỉ 50kg cho xuống. Mấy em mà 50kg cho xuống hay là 48kg mặc mới vừa. Còn này 60kg cho xuống mặc vẫn vừa luôn. Co giãn, khung cô tông giãn. Có luôn, chờ xíu nha em. Chị like áo xong rồi chị sẽ like đầm nha. Đây áo này 25k. Đâu đưa thêm mấy mẫu áo vô đây. Bạn đang xem thì nhớ chia sẻ vô nhóm nhiều nhiều giúp Quyên nha. Bạn nào mua hàng thì sẽ nhận quà bất ngờ từ bên công ty của Quyên nha. Đây áo này 25k rất xinh luôn nha mọi người. Mỗi mẫu chỉ có một cái thôi nha. Có bầu rồi cưng ơi, có bầu rồi. Ngực căng quá. Đó. Áo này là 60kg mặc vừa luôn nè. Quyên 60kg nè, Quyên đang mang bầu 4 tháng rồi, mặc cho mọi người xem luôn. Trời ơi. Đó, đang có bầu 4 tháng. 60kg mặc ok luôn nè. Em là 61kg. Đó, áo này chỉ có 25k thôi, quá rẻ, bèo rẻ hơn cái tô bún nữa. Rẻ hơn cái tô bún mình ăn nữa. Đây nha, bạn nào lấy mẫu này thì lấy liền nha, chị mỗi mẫu như con cái thôi đó. 8 hình hình rất đẹp luôn. Này, bạn nào lấy mẫu này ở sau có in chữ luôn nè. Đây nha. Mấy bạn đang xem thì chia sẻ giúp Quyên nha, cảm ơn nhiều. Đã nhận được quà tặng bất ngờ khi mà mua hàng nha. Khi mà nhận được hàng á. Đây. Chị không, chị chưa có mẫu áo phơm rộng, chị có đầm có. Nghe sọc này rồi. Cái mẫu Puma này á là còn màu vàng nè. Đây nè, giờ mới lòi nó ra nè. Một Puma nè, màu vàng nè, màu đỏ. Cái mẫu Puma nãy mà có cắt ở sau lưng á. Em lấy cái sọc đen hả bé San Hô? Trần Kiều. Trần Kiều con lấy cái sọc đen. Lựa mấy cái cây nè, còn buộc á Nguyên á là lấy một cái đó thôi. Nguyên chồng lấy một cái thôi hiểu không? Đừng có tháo ra lộn xộn tháo chiếc. Trần Kiều. Mẫu Puma này còn cái màu vàng với màu hồng. Đây 25k rất đẹp nha. Chất vải rất là đẹp luôn á. Mơ về được cái lô áo này á, vải quá đẹp luôn, quá ok. Quá ok luôn. Này mặc cái quần sọt là đúng đẹp luôn á. Mấy bạn đang xem chia sẻ vô các nhóm nhiều nhiều giúp em nha. Mẫu Adidas màu trắng. Coi mẫu áo 35 trắng hồi nãy.
Này cái gì vậy? Không phải, cái này không phải. À, mẫu 35 nè. Mẫu này mẫu 35 nè, trắng nè. Trần Kiều bé, Trần Kiều lấy vàng Buma. Trần Kiều. Áo đẹp lắm. Ờ lấy mấy hàng đẹp lắm. Chứ mấy cây này nó nguyên cây á. Đây mẫu màu trắng nè, hàng 35 đây nha. Này là thun Boris nha. Cho nên chắc đây. Áo này 35 nè. Áo này là hiện đang có màu vàng. Màu vàng, màu đen. Vàng nè, đen nè. Vàng nè. Xám nè. Không. 35k giải Boris. Giải Boris thì 35k, còn giải cô tông 4 chiều thì 25k. Đây nguyên khôi cái mẫu 25k nữa nha. Đây mẫu 25k, in hình ngôi sao rất cưng luôn, nhìn thấy cưng lắm. Đây nha mấy bạn, mặc đi chơi hay là đi làm hay là đi học hay cái gì là cũng rất là ok luôn. Đây màu hồng. Đó. Màu dâu à. Không biết màu gì nữa. 25k. Để tí ship. Puma này like rồi. Mấy đó mấy cái này là lấy thứ con gái thôi. Đưa cọc đây, đưa đây. Đưa đây nguyên ngọc đi. Chút xếp rồi. Lấy đen hả chị? Lấy mẫu 35k màu đen. Kim Xuân Lâm. Kim Xuân Lâm. Cái mẫu đồ bộ chấm bi này còn một màu, còn sót lại một màu này nha. Đây trời ơi, tức giải rất mát luôn á, mát lạnh luôn. Không này áo hù xì, để đi. Đó, chất mát lạnh luôn, chỉ còn sót một bộ này, cái màu này rất là thấy cân luôn. Ai mua em để dành đẻ thôi, mặc luôn, quá đẹp. Chỉ có 35.000, chất giải quá đẹp, mắt lạnh cầm rất là sướng tay. 35.000 luôn nha bộ này. Bộ lửng này 35.000. Em lấy luôn hả, em sang hô nè. Sang hô. Sang hô. Đây. Là Quyên tiếp áo nha. Bộ thì còn đây nè, còn lại sót mấy bộ à. Bộ lửng 35 nè. Đây. Bộ lửng 35 đây nha. Đây một mẫu này nha. Mẫu này với cái quần như thế này. Đó. Lửng 35. Này là từ 57kg trở xuống mặc ok. Để đi. Đó, với lại cái bộ này chất giải cầm rất là nặng tay luôn á. Áo thun dài lắm rồi Năm. Em lấy bộ này ha. Rồi. Áo thun dài lắm. Để có gì lấy con cầm cho mợ mới mà lựa. 60kg mặc cái này là có thể là vừa luôn á, để rất dễ dàng lắm. Maria lấy cái bộ màu lửng màu hồng đúng không em? Maria Nguyễn. Chị bị cận nữa, không thấy đường nữa. Không có tiền mua kiến đeo nữa nè. Đây. Áo này nãy lại rồi, có rồi. Chị bộ đồ ngắn này nãy còn không? Còn bộ này Maria Nguyễn lấy rồi nè. Rất là đồ bộ sao ăn đắt quá. À đi đá ra lai rồi. Này. Sao có rồi. Bộ đồ. Còn bộ này nè Maria. Maria Nguyễn nè, 35k. Chất cầm rất là nặng tay luôn. Đây nha chị, 62kg. Chị đang có bầu 4 tháng, chị chồng thử cho mấy em coi nha. Chất rất giãn, cô tông 4 chiều rất giãn. Đó. Rất xinh luôn. Đó, mấy em thấy không?
Trời ơi, bụng bầu quá trời quá đó. Cho em lô áo 25k. Em lấy theo lô hả? 50 bộ, 100 bộ, em bóc chị đi, chị báo giá cho em. Đó, bộ màu hồng nè, còn chỉ còn có hai màu thôi. Bộ mơ mê lên thì chỉ còn màu này với màu này thôi nha, hết luôn, còn đúng hai bộ. Để đi. Đó. Chất vải bao cầm đẹp luôn nha, chứ không phải là hàng. Lô 50 cái nè, 100 cái. Em muốn lấy bao nhiêu cái? Tách lô là từ 50 cái, 100 cái. Em bóc chị báo giá nha. Đó, bộ đồ bộ hết trơn luôn á. Chỉ còn như đây thôi. Giờ rồi, lai cái áo tiếp đi. Cái bộ đồ lửng này nè, còn màu này. Cái Adidas nó bỏ vô đi. Mẹ, mẹ đi đại nó đi, dính gì dính đi. Một lô á, tách là 50 cái, 100 cái lô áo thun. Đó, áo thun này 25k nè, trời ơi, cái vải cọc lên thiệt á. Đáng đồng tiền luôn. Bi đỏ. Em lấy bộ này hả? Bạn Lan Lê. Mấy bạn đang xem thì chia sẻ livestream nha, rồi sẽ nhận quà tặng bất ngờ khi nhận hàng nha. Nhớ chia sẻ nhiều, nhiều nhất thì tí nữa Quyên sẽ chết. Bạn nào chia sẻ nhiều nhất sẽ nhận được quà là kem trắng da, kem trị mụn, rồi sữa tắm, sữa rửa mặt, serum mụn, đồ các kiểu, cao cổ sản phẩm bên công ty Quyên nha. Đây, bạn Lan Lê lấy bộ bi đỏ này hả? Phải không Lan Lê? Phải thì chị ghi tên luôn nha. Đâu rồi, bịch đâu rồi. Lấy bộ bi coi còn bộ bi nào không biết. Ê kệ, còn bộ treo nó kìa, bộ treo trên mannequin kìa, lấy xuống luôn đi. Hả? Đây còn bộ thôi, còn bộ này bị dính này rồi không bán được, để dành nhà mặt đi. Nó bị đây, chị còn bộ nhờ bị dính này chị không bán. Bộ này 55kg trở xuống thôi, 57kg trở xuống. Hân, vậy là bạn nào lấy trước, lấy hỏi lấy cái độ sạc pin cho mẹ coi. Hello anh Tuấn Tô, chị đồ bộ đó em lấy bộ này đúng không? Rồi Hân Nguyễn, bé Hân. Ngày mai đồ bộ sẽ về nhiều nha. Cái này đồ bộ bán không kịp luôn. Ok em, giải KT, giải KT. Nãy em gái chị mặc thử rồi mà. Ê, chị tháo hai bộ quân xì này ra. Tháo hai bộ này ra, để em thấy. Tháo cho mai nó canh đó, tháo ra. Đây áo 25k nha mọi người ơi, rất là đẹp luôn. Hello anh trai. Đây áo 25k. Trời ơi, cầm lên thiệt là chất vải rất là đẹp. Chất vải rất đẹp nha. Chất vải là thun cô tông 4 chiều co giãn. Thun cô tông 4 chiều là đưa mọi người nhìn gần đi, chất vải rất đẹp nha nè. Quá trời đẹp luôn, chất vải. Hai mươi lăm k áo màu đỏ này hả em? Em lấy áo đỏ này phải không? 25k. Màu đỏ này 25k, màu xanh này cũng 25k luôn. Ok em rồi. Chị bỏ bịch cho em. Kim Tiến Nguyễn 25k. Bán rẻ hơn chợ nữa nha mọi người ơi. Ở chợ 3 cái 100 mà em là một cái chỉ có 25k. Lấy quần không? Lấy luôn. Lâu nữa rồi trời. Hỏi ơi, lại cắm cái đồ sạc cho mẹ đi. Đi lại cắm. Mẹ đang làm cắm sao được. Xanh luôn, ok em, để chị bỏ bịch cho em luôn. Rồi tí lại tới đó.
Lột quần là phải một người đứng dở con ma la canh lên. Cắm vô. Kim Tuyến Nguyễn. Cắm vô coi đừng rớt cái điện thoại luôn á. Cắm vô lấy đất nè cha. Áo này là từ 60kg cho xuống mặc vừa luôn. Thun cô tông coi dạng 4 chiều. Rớt cái điện thoại xuống luôn. Ôi giời. Điện thoại like tới hết pin luôn. Nãy 100%. Nè Kim Tiến Nguyễn màu xanh, Kim Tiến Nguyễn màu đỏ. Size từ 60kg trở xuống mặc vừa nha. Chị 62kg. Chị mặc vừa. Kim Tuyến. Hồi nãy Quyên nói là những bạn nào mà mới mua hàng bên Quyên lần đầu thì cho Quyên đi, cho Quyên xin phép cọc cạc 20k thì Quyên mới gửi hàng cho mấy bạn nha. Còn những bạn khách quen thì thôi khỏi. Ê! Khoan hả sếp, đi tí làm xong rồi hả sếp. Để đi mai sếp cũng được, gom mà mai sếp cũng được. Địa chỉ em chị mới gửi. Ok em gái chị biết rồi. Áo 25k còn rất là nhiều luôn. Bữa nay về được 500 cái. Đây. Chất giải bao đẹp luôn, cầm không đẹp không lấy tiền. Mấy bạn mà về kiểm hàng mà giải không đẹp là hả? Chửi với mặt Quyên luôn. Đây chỉ có 25.000 chất giải rất đẹp. Nha, chất giải cô tông. Không phải, giống như là em đặt hàng rồi thì em mua cái cạc 20k nè, gửi số điện thoại qua cho chị. San hô nè. Có tên rồi, trời ơi gì vậy? Giống như là em đặt hàng rồi thì em khi mà cho địa chỉ số điện thoại thì em cọc cạc điện thoại cho chị 20k để chị gửi hàng thôi, để làm niềm tin để gửi hàng thôi. Rồi khi sau này mua nữa thì không có cần. San hô nè. Thôi mới áo không có túi nữa. Đây kiểm tra lại thì còn mới tháo hay, còn bộ kia nữa tháo luôn. Đây nè, malacanh tháo xuống, tháo từ malacanh xuống nha. Còn một bộ, còn bộ hu xì này. Quên nữa, giờ còn một bộ mặc trên malacanh. Trời ơi. Coi được không cô? Coi không được cô. Đồ em để đó, thứ bảy lên nhà quanh em lấy. Ok, Kim Xuân Lâm. Chị ở quận Bình Tân nha em. Đây, cái bộ Gucci này còn một mẫu nha. Bộ Gucci này là 55kg, 56kg cho xuống mà ok nha. Còn sót có một bộ thôi, với lại một bộ kia nữa đang tháo mà nó canh nè. Ok con. Tháo mà nó canh rồi mai khỏi mặt mà nó canh luôn đi. Mai cầm. Tháo mà nó canh gãy mẹ mà nó canh như gãy à. Trần Kiều nè. Đó. Đồ bộ đã hết, chính thức hết hàng. Đây còn tháo mới tháo mà nó canh xuống được bộ này nữa nè. Còn một đôi vàng nữa thôi là hết hàng luôn. 35k luôn nha mọi người. Đó 35k. Bạn nào lấy thì chốt luôn nha. Hết luôn bộ cuối. Đó, trời ơi, 35k nha em ơi, Tường Vi cánh mỏng. 35k. Mua 3 sản phẩm bất kỳ là được 100k luôn. Bớt 5k luôn. Và bạn nào đang xem cái video này thì nhớ chia sẻ giùm Quyên. Thì một tí cuối chương trình livestream này Quyên sẽ chép bạn nào chia sẻ nhiều nhất thì Quyên sẽ tặng sản phẩm bất kỳ bên Quyên nha. Công ty của Quyên nha. Chưa ghi tên.
cái bộ đồ vàng này chưa có ai là chủ hết. Đây để đây, tí like lại tiếp. Giờ Quyên like là áo nè. Ê, có cái áo nào màu trắng không? Ai vậy? Có cái áo nào màu trắng không? Đây, Nguyên cây đi, màu trắng. Đó, mình Năm coi áo nào đó lựa đi Năm. Em đang làm lu bu á. Áo hôm dài nhiều lắm. 1918. Đây nha, màu trắng đây em ơi. Em hồi nãy hỏi áo màu trắng nè. Đó, 25.000 chất vải rất là ok luôn. Mắt lạnh luôn á. Thun cô tông 4 chiều đàng hoàng nha. Cầm lên mà không vải đẹp là không lấy liền nha. Màu trắng nè. Nhìn cái màu trắng nữa. Đó, quá xinh luôn. Thấy cưng ghê không? Không, áo này không ngắn nha. Đây chị đi mặc cô thử cho. Áo này là không có ngắn đâu. Như chị có bầu chị mặc vô thì ngắn đó. Nhưng mấy em mặc thì không có ngắn đâu. Ờ mót. Mót vô chồng thử mót. Chồng vô cho khách coi giùm em. 25k. Đây 25k. Nào qua đây nè. Nè. Đó. 25k nha, đó, áo mặc không đứng lên, đứng lên. Không có ngắn nha mọi người. Đó, dài luôn. Đó. Rồi cởi ra đi. Đi ra kia cởi đi, mệt quá. Kim Nhân Dương Hồng, em lấy cái màu trắng này phải không? Màu trắng hồng. Đây quần này. Lấy hai cái trắng luôn đi em. Về mặc cái quần sọt riêng rất đẹp luôn á. Còn một cái lô đầm nữa kìa, chưa like nữa kìa. Em lấy nè. Áo trắng cầm tay. Nhờ Nhân Dương Hồng. Nhân Dương Hồng nè. Facebook Nhân Dương Hồng. Đâu rồi, bịch đâu hết rồi. Đưa cái bịch không đây. Trắng hồng. Ok, lên đầm từ từ con. À, Kim Tiến Nguyễn. Nãy gì vậy? Kim Tiến Nguyễn nè. Giờ mình lai tới đầm hay áo tiếp ta. Áo. Chưa mà đó chữ thể thao mà người tên ai tên thể thao. Trời ơi cá màu này quá đẹp luôn. Quá xinh luôn kiểu. Đó, quá xinh luôn. Chỉ có 25.000 quá xinh quá đẹp. Áo kim sa, áo đó form mặc vừa mà đâu nhỏ Năm. À, đây đưa mấy cái đầm lên đây, đưa mấy đầm lên, lại đầm. Đưa móc lại lụm hết đầm lên cho chị hai móc. Đầm này là đầm von nha, 35k. 3 cái 100 đầm von. Đây. Đó. Rất là xinh luôn. Cái này là 55kg trở xuống, 57kg trở xuống mặc được luôn. Để chọt vô cái. Giãn lắm Năm. Còn năm con 61kg nữa. Đây. Đó. 61kg mặc vừa luôn à. Là 57kg là mặc rồi quá đẹp luôn á. Ai?
đây nha mọi người. À, u da đó, bạn nào lấy thì 67 kg trở xuống nha, 67 kg trở xuống mặc ok. Ấy lộn, 57 kg, sorry, 57 kg. Lại về Quyên hả, 61 kg mặc vừa thì 57 kg trở xuống mấy bạn mặc là quá đẹp luôn, quá chuẩn luôn. 35k nha, đầm von, chất liệu von giải đẹp nha mọi người, hai lớp đó, đầm trắng, hai cái màu trắng luôn, nhưng mà nó khác cái bông hồng cái bông cam thôi đó. Đây nè, nó còn rất nhiều bông luôn nha, nè màu màu này, màu này, ui da, bông này trắng bông cam rồi, ok, để chị bỏ bịch lại cho em. Hàng mới là phải bỏ bịch đàng hoàng, hàng mới bỏ bịch cho nó lịch sự. Trần Kiều nè, Trần Kiều. Rồi có ai lấy cái trắng màu hồng này không? Đó, xinh lắm nha, mặc vô là rất là xinh, đi sinh nhật hay đi chơi hay là đi học hay là đi làm gì là vẫn ok. Trắng hồng à, Ngọc Huyền Đoan nè. Con đổi lấy màu này hả Trần Kiều, màu này đi ha, màu này xinh nè con. Quăng cái bông cam, bông cam lại cho chị. Có cái đầm sau lưng nè. Ừ, Ngọc Huyền Đoan trắng hồng luôn nè. Ngọc Huyền Đoan. Ờ, không biết ngày nào cũng đi nhậu hay thiệt. Con đổi là cái này ha bé Trần Kiều. 50 kg là bao đẹp luôn, chỉ 61 kg chị mặc còn vừa nó mà, nó coi giãn nhiều lắm. Trần Kiều. Trần Kiều này là chị, cô đổi cho chị hai đổi cho con rồi đó. Nè cái bông cam này rất là đẹp luôn nè, các bạn nào lấy bao này không? 35k, 3 cái 100 quá trời đẹp luôn. 61 kg trở xuống, 60 kg trở xuống mặc ok luôn. Năm mươi ký mặc đẹp luôn á nha, là quá chuẩn luôn, so với cái dáng form đầm von này là quá chuẩn luôn. Bỏ vô cho chị hai không đó nè, nó có nhiều màu lắm nha, mỗi cái là bông khác nè, bông này cũng đẹp lắm nè, đó quá xinh luôn. Ok, chị like xong mấy cái đầm này tới áo thun nha. Áo thun còn nhiều lắm, áo thun 25k quá nhiều luôn, nay về được 500 cái. Nè, màu này rất đẹp luôn đó, thấy không? Như maxi với maxi lửng á, dạng maxi mà maxi tới đầu gối á. Này là cái vải, cái vải von luôn, vải von của maxi luôn á. Nào bỏ bịch cho chị hai đi. Rồi tới cái đầm bỏ bọc hết đây. Ừ, tháo rồi xong bỏ bịch lại hết cho nó mới đồ. Đây quá đẹp luôn nha mọi người, cái này là từ 55 kg trở xuống mặc ok nha. Đó, chất tông chất là thun, chất thun co giãn nha. Đó, đây nha, đẹp lắm. 35k. Đồng chấm bi này cũng rất là xinh luôn. Đồng chấm bi xinh lắm nha. Chất vải nè, coi giãn luôn. 56 kg trở xuống mặt vừa. Em lấy bộ này hả? Duyên Thanh Thúy. Em lấy bông hồi nãy đó. Đâu đưa mấy cái bộ bông đó vậy? Em lấy bông nào?
bông này, hay bông này, này này, em lấy bông nào? Duyên Thanh Thúy, em lấy bông nào? Bông trắng hồng nè, rồi trắng xanh lá nè, trắng xanh dương, trắng cam. Em lấy bông nào á nhắn cho chị nha, để chị ghi tên em lên nha. Đó, chị đang like mấy bộ bi. Bông xanh, trắng bông xanh, ok em. Duyên Thanh Thúy. Để qua cái bao nào mà có rồi. Ừ. Đó, Nguyên đang làm cái bộ bông xanh. Mấy cái chấm bi này là trời chất vải cực kỳ đẹp luôn. Thiệt luôn. Nguyên sẽ trồng thử cho mọi người xem nha. Chất vải quá đẹp. Chất vải là thun lạnh luôn. Đi ra chỗ mày đang làm. Cái này là từ 60kg trở xuống mấy bạn mặc là ok hết nha. Đó, Nguyên 61kg nè. Mặc nè, đó. Quá xinh luôn. Đó. Có bầu ngực hơi nó hơi to tí. Lại sao mà nó mất ánh sáng rồi, sao nó tối thui luôn. Đang sạc pin nó tối thui rồi. Đây nha. Nó rất là lạnh, chất vải rất là lạnh, mắt lạnh luôn. Chỉ có 35.000 đáng đồng tiền. Nó có màu vàng nè. Màu sọc những mỏ. Màu vàng, màu xanh. Mẫu này không có màu nâu nha em. Mà màu vàng, màu xanh. Kiếm mà mơ Nhi cứ. Cái này còn màu nào đúng không Nhi? Mà. Màu hồng. Màu cam. Đó. Đó, màu hồng này nữa nè, màu hồng này nè, màu hồng sữa. Màu xanh dương đậm, màu xanh của vịt nè. Có màu đen nữa nè, màu đen nữa nha em. Chỗ mẹ đang làm mà mệt quá. $35.000 quẹo lửa nha mọi người ơi. Đây. Cái này là tầm ton nha. Chỉ có 35.000 nè. Cái đầm chất vải đầm ton vậy. Ton Thái là đàng hoàng nha. Dập là không có bị rút. Đó. Nè mọi người nha. Nó dạng kiểu maxi nha. Kiểu maxi. Em lấy màu đen ok em. Duyên Thanh Thúy. Mọi người đang xem là nhớ chia sẻ livestream cho em nha, là tí nữa cuối chương trình livestream thì sẽ chat bạn nào chia sẻ nhiều nhất thì sẽ tặng quà cho bạn đó nha. Sản phẩm quà là từ giá 250 đến 380.000. Đó. Quá đẹp luôn. À, cái này kiểu maxi á, kiểu maxi mặc mấy cái này đi biển rất là đẹp luôn nha. Đó. Cái này không có bầu là lấy để mặc người. Quá quá trời mà đẹp luôn. À, mấy kiểu maxi là đẹp lắm. Nè. Bỏ lại đi, bỏ bịch lại. Rồi, cái kiểu có giống này lấy nè, lấy kiểu khác. Kiểu này là kiểu có tai đó. Cũng đẹp lắm nha mọi người đó. Này 54kg trở xuống. Dài hơn cái đầm hồi nãy. Dài hơn. Qua gối.
giờ lai áo thun tiếp nha. Đầm á người ta ít chuộng lắm, mặc tại vì hở hang quá. Để Quyên bên đi. Giờ là Quyên lai là áo thun nha. Áo thun thì đưa mấy cái mẫu kim sa đây. Đó mẫu đó chị ha. Áo thun là 35.000 đây. Áo thun 35.000 nha mọi người. Đây, áo thun 35.000 đây. Chất vải cô tông 4 chiều. Cái gì hết em? Hả lấy gì màu trắng? Kim sa màu trắng hả? Cái này phải không? Ai lấy cái này, ai lấy cái đờ áo này? 35.000. Quá rẻ luôn, ở trên Facebook bán là phải mấy bạn bán lẻ là phải 55.000, 65.000. Em bán chỉ có 35.000. Rồi để đi. Bán hơn. Quen. Kim sa trắng, kiếm mấy cái mẫu kim sa đây, đây đây. Kim sa trắng thì còn nhiều. Cái này là hình Beresap nha. Hình Beresap rất đẹp luôn. Cầm lên là cái áo nhìn là chất lượng luôn nha. Beresap nha. Nhanh tay nha, áo kim sa này chỉ in số lượng rất ít, không có nhiều. Kim Tiến Nguyễn. Kim Tiến Nguyễn lấy kim sa trắng này. Lựa mấy cái màu trắng ra được nha. Lấy gút ra. Kim Tiến Nguyễn. Mấy bạn nào muốn nhanh nữa thì cho số điện thoại luôn, để tí nữa xong rồi Quyên điện cho nhanh. Quyên điện thoại cho mấy bạn cho nhanh. Cái máy này là từ 57kg trở xuống mặt vừa. Chất vải cô tông 4 chiều. Đây. Con chó rất là xinh luôn. Khách quen không? Con chó. Đó. Con chó rất xinh luôn nha. Chiếu. Bạn nào lấy cái này chỉ có một cái màu trắng này nè. Nhân Dương Hoàng. Nhân Dương Hoàng lấy màu trắng. Nó có nhiều màu lắm nha. Đây, quăng lên. Con chó nhiều màu lắm. Màu đỏ nè. Xanh. Xám. Hồng. Đó, quá nhiều màu, quá trời màu luôn. Kim Tiến Nguyễn lấy một em Kim Tiến Nguyễn lấy màu trắng. Em Nhân Dương lấy màu xám đi, màu xám cũng đẹp đó em. Lấy màu xám giùm chị nha, hay là lấy một mẫu khác. Kim Tiến Nguyễn. Mấy giờ? 9 mấy rồi. Nè, màu xám thì cũng đẹp nữa nè. Quá trời đẹp luôn đó. Cũng chiếu luôn nè. Xin chào Nguyễn Ngọc. Bé Ngọc Huyền Đoan lấy màu 35k nha. Đó, màu xám nè. Màu đỏ nè. Đó, chưa? Chiếu luôn đó. Quá trời đẹp luôn, màu nhiều màu đẹp lắm. Nè, con chó đó. Trắng khác. Coi Yến coi mấy cái đồ nào còn màu trắng không, mấy cái kim sa còn trắng không, màu trắng nãy giờ người ta lấy nhiều quá. Chó xanh ngọc, chó xanh ngọc trắng hồng. Xanh này nè, xanh này với màu hồng, màu hồng thôi. Kiếm mấy cái kim sa màu trắng vậy này. Coi mấy cây còn không? Xót cảm ơn nè. Lấy cái đi. Mèo. Thun 25k không có kim tuyến có. Cái này là kim sa. Đợi xíu. Vậy là Ngọc. Đúng rồi luôn.
Ngọc Huyền Đoan lấy chó màu xanh nè, xanh ngọc với màu trắng với màu hồng, không có màu trắng hết rồi, lấy màu màu xanh ngọc với màu hồng đi nha em. Ngọc Huyền Đoan chó xanh, Ngọc Huyền Đoan biết mốt em đi lấy màu trắng nhiều. Ngọc Huyền Đoan lấy màu xanh ngọc với màu hồng, màu trắng không có hết, màu trắng rồi. Trắng hết rồi Ngọc Huyền Loan ơi, em lấy màu hồng với màu xanh nha. Rồi đây có mẫu khác à, đợi xíu chị gọi mẫu khác cho coi. Huyền Đoan nè, chờ xíu nha chị, like xong cái mẫu Kim Sa này chị like tới cái mẫu 25k nha. Cho phone coi màu trắng nè. Màu trắng là màu người ta chuộng nhất. Đây, mẫu con mèo màu trắng nha. Con mèo màu trắng ai lụm không? Con mèo màu trắng nha, hàng hot thị trường nha. Đó. Chó xám thì phải hơn hả? Chó xám mèo trắng rồi. Rồi mèo trắng Hân Nguyễn nhắn trước rồi. Hân Nguyễn nhắn trước rồi con ơi. Ai lấy trước là người đó lấy nha. Đây quăng cái áo đó cho chị ha. Còn đây rồi, màu trắng quăng hết đây. Hân Nguyễn. Bé Hân nè. Cái mẫu mèo còn màu nhiều lắm, đẹp lắm. Để chị gửi màu cho coi. Con mèo là hàng hot thị trường mà. Đâu là mẫu mèo đâu. Đây màu mèo đây, nhiều màu đẹp lắm. Mẫu mèo. Chó xám có bạn lấy rồi. Chó xám còn màu đỏ với màu xanh. Chó xa chó là còn màu xanh màu đỏ với lại màu hồng. Màu hường. Chứ là màu đỏ đô. Đó, chó còn 4 màu này nha mấy bạn ơi. Chó xám cho em đi chị. Chó xám, dành chó xám. Có chó còn màu đỏ đô nè, đỏ tươi nè, màu hồng với màu xanh. Đây nè, còn màu mẫu mèo mà màu nhiều lắm nè, còn mèo xám nè, lấy mèo xám đi. Chó xanh lá. Đoan, đâu rồi cái bút lông nữa mà. Chó xanh lá, Huyền Đoan. Mấy bạn chia sẻ nha. Chia sẻ nhiều để chút nữa cuối chương trình để nhận quà, thêm quà tặng nữa nha. Mua đồ mà được quà nữa. Đỏ đô, Nguyễn Ngọc lấy chó đỏ đô. Chó này đúng không? Nguyễn Ngọc chó đỏ đô nha. Nguyễn Ngọc. Đây con chó màu xám, có ai lấy con chó màu xám vậy không? Mèo. Ý lộn con mèo, lộn. Con mèo cũng đẹp lắm, màu xám đẹp lắm nè. Đó. Đó, lung linh luôn. Hai cái xanh trắng. Ok em. Em Nguyễn Thị Hạnh lấy hai cái xanh trắng. Xanh trắng nào em? Con mèo hay con chó? Con chó bây giờ chỉ còn có màu đỏ với lại màu hồng này là hết. Hết hàng. Đó, rồi con mèo đây. Con mèo này màu xám còn nè. Màu xanh nè. Màu đỏ nè. Đỏ đô nè, đỏ tươi nè. Hồng nè. Màu vàng nè. Con mèo màu vàng cũng rất là xinh nha. Hàng hot nha. Đó, màu hồng con mèo. Còn trắng chờ xíu. Mèo đỏ đô. Ok, mèo đỏ đô. Bạn Ngọc Huyền Đoan. À đem đi. Không phải. Huyền Đoan. Không phải trắng Kim Sa. Đây trắng trắng Kim Sa còn cái tháp. Cái tháp Upgrade Paris.
Đây, màu trắng. Có ai lấy cái mẫu này không? Màu trắng nè. Quá đẹp luôn. Màu đen luôn chị ha. Không, để đi, để khách lấy. Có bạn nào lấy cái màu trắng này không? 35k nha Nguyễn Ngọc ơi. Nhân Dương Hồng lấy màu trắng. Mỗi mẫu á, nó chỉ có 6-7 cái, 7-8 cái về. Nên mấy bạn lấy thì chốt nhanh nha, để hôm thôi không còn hàng. Bạn Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc. Bạn nào lấy thì chốt nhanh nha. Cô mới mẫu ở tháp đây đưa, đâu có tháp nữa ha. Nè, mẫu tháp thì còn màu đen nữa nè. Màu trắng có người lấy rồi, em lấy tháp màu đen không? Tháp màu đen nè, đó, cũng chiếu lắm, rất đẹp luôn. Lung linh luôn nha. Đó, lung linh luôn. Con gấu để này đi. Tháp thì còn màu xanh nè. Tháp màu xanh với màu hồng luôn. Đó, màu đen. Còn có 3 cái thôi, đen, xanh, hồng. Em lấy nào em? Em lấy màu đen hả? Ngọc Huyền Đoan. Lấy cái nào ghi rõ lại giùm chị nha. À, cái tháp màu trắng. Cái tháp trắng nãy ghi chưa? Em lấy đen tháp rồi. Có hồng nữa. Ôi, mấy trên đó ghi tên rồi. Bỏ bịch hết đi, ghi tên hết rồi đó. Em lấy đen tháp. Cái đen tháp. Ê, cái trắng nè, còn cái trắng, có cái trắng này, cái tháp nè. Nè, đen tháp còn nè, rồi trắng tháp còn một mẫu nữa nè, có ai lấy luôn không? 35k, 35k quá rẻ luôn. Rẻ hơn trên Facebook gấp gần gấp đôi luôn. Thôi lấy gì rồi, nhiêu đâu. Ok, trắng đen luôn. Rồi còn một cái mẫu trắng hình cái vương miện, đưa cho máy giữ đi. Màu trắng hình vương miện quá đẹp luôn nha, quá xuất sắc luôn nha các tình yêu. Đó, cái vương miện này chiếu lấp lánh luôn nha. Ha, đen chị, đen tháp chị, rồi ok. Rồi thân Ngọc Huyền Đoan quăng lên cho chị hai. Mấy cái này cái áo nó không có gạo gọng nhiều. Nhưng mà nó giãn mà. Coi giãn nhiều. Nguyễn Ngọc màu trắng nè, lấy cái này báo em. Vương Niệm Hoàng Hậu. Vương Niệm đen, Yến. Vương Niệm đen hả? Chết rồi, không có màu đen, ghê. Mai đồ bộ nhiều lắm mày. Cái đó cái gì vậy? Đây nha, Vương Niệm nè. Các màu của Vương Niệm nè, đó, đỏ đô. Hồng, hồng này đẹp nè em. Quá xinh luôn. Chó đâu đây vậy? Vương miệng trắng của em hả? À đúng rồi, bé Hân lấy màu vương miệng trắng trước nha. Coi comment lại, coi comment lại thì bé Hân comment trước màu vương miệng trắng. Cho nên màu nào Quyên đưa lên thì lấy liền nha, để mà không còn hết hàng á. Hân. Không có vương niệm đen nè. Cáo về để sáp. Về sáp màu hồng quá đẹp. Còn cái bông màu trắng nè. Bông hồng màu xám nè.
đưa con mèo trắng đó chị, hai đưa mèo á. Không, cái này con chó. Con chó à. Đây nè, còn cái màu xám bông hồng này quá xinh luôn. Đó, bạn nào lấy không? Vương niệm đỏ đô. Vương niệm đỏ đô đâu rồi? Đây hả em ha, vương niệm đỏ đô nha. À, Ngọc Huyền Đông, coi chừng đụng cái cây ngã. Mấy bạn chia sẻ vô nhóm. À, chút nữa nhận quà cuối chương trình để coi ai nhận được quà nha. Đây có cái màu con chó thiêu. Thiêu rất đẹp luôn, dập nổi á. À, con chó dập nổi quá đẹp luôn. Trời ơi, thấy cưng không? Đó. Màu trắng nè, còn sót cái màu trắng nè. Lựa mấy cái màu trắng đem đây nha. Màu trắng nè. Ừ. Quá đẹp luôn nè. Đó, mấy bạn thấy không? Áo này là thun giải thun Boris nha. Nhân dương hồng thun Boris cho nên chất giải rất đẹp nha mọi người. Chất giải thun Boris là mấy cái chất giải mà làm đồ bộ đính đá đó. Mọi người có mặc qua những cái bộ đồ đó thì biết cái chất giải thun Boris rồi. Bông em lấy ngọc nhân dương hồng. Từ từ nha, để Quyên chép. Nhân dương hồng. Bông xám. Bông xám Ngọc Huyền Đoan nha, lấy bông xám này đúng không em? Ngọc Ngọc Huyền Đoan. Ngọc Huyền Đoan ha. Nguyễn Ngọc, Nguyễn Ngọc lấy cái nào vậy Nguyễn Ngọc? Không, à, em bạn kéo lên comment là bạn áo kim sa là còn đen mẫu nào? Áo kim sa 35.000 nha em. Coi còn mẫu đen nào không hả? Đen nè, còn mẫu bông hồng nè. Đen về đi sáp nè. À, đen bông hồng. Đó. Màu đen là lên kim tuyến là không à, kim sa là nổi nhất luôn. Rất xinh luôn, mặc ra rất là nổi. Đó. À, quá đẹp luôn. Đúng chưa? Em lấy đen nào à, Hân? Về đi sáp hay là bông hồng? Lấy hai cái đen luôn đi. Đâu đen còn không hết à? Đen à, chỉ còn hai cái màu đen nữa à. Chỉ còn đúng hai cái màu đen thôi. Không hồng. Đen á, đen mà. Đó, đen đen cái tháp hả? Đó, đều đưa cái đen ở đây luôn. Không, không, đen. Đen chữ nè, còn cái màu mũ đen chữ đẹp nè. Thôi đi lấy nước, bỏ tủ lạnh, lấy mấy chai nước suối, 5 chai nước suối bỏ tủ lạnh đi. Thôi có nước uống. Đây, còn cái đen chữ này cũng rất đẹp nè mọi người ơi. Đen à, đen chữ quá đẹp luôn, quá nổi luôn. Đưa mẫu mắt kính này, mẫu mắt kính màu xám. Nhiều đen không chị? 35k một áo nha. 35k một áo nha mấy bạn. Nè, mẫu về sáp nè, màu đen nè. Bây giờ chỉ còn hai cái này màu đen thôi nha. Đó. Mấy bạn nào hỏi màu đen thì chỉ còn hai cái này màu đen thôi. Còn mà màu xám. Đây, màu xám co bo con mèo nha. Màu đỏ về đi sáp. Con mèo á thì còn nhiều màu nha mọi người. Con mèo nè, còn màu hồng nè, màu vàng nè, màu hồng nữa nè, màu đỏ, màu xanh. Đó, con mèo đó.
cuộn lại đi. Nè, bỏ vô bịch vô cuộn mèo chung nha đi. Còn cái vương nệm nè, vương nệm thì cái mẫu vương nệm thì còn màu màu này với màu này. Ok ok, gọi hết cái này đi. Đen chữ nè của Ngọc Huyền Đoan. Đưa vô, đưa cái bịch rồi bỏ cái áo này vô. Ngọc Huyền Đoan. Rồi. Đỏ đô màu con mèo hả bạn Quý Đăng. Mở nhỏ rồi con, mẹ đang làm nè. Ngọc. Ngọc Huyền Đoan, ok. Chị sẽ lo lai áo thành 5k liền. Đỏ đô Quý Đăng, Quý Đăng đỏ đô màu gì, hình con gì, hình con gì vậy? Con mèo hả? Nè bỏ. Đỏ đô mèo phải không bạn Quý Đăng ơi? Phải không? Để mình ghi tên luôn nha, mình like qua mẫu 25k. Không biết màu nào nữa. Nè, cuộc lại mấy này đi. Mấy cái áo kim tuyến á, cuộc lại rồi, chó này nó cuộc lại. Đó. Cái màu đỏ đô á, đỏ đô để riêng mầm chó đỏ đô để coi có phải chị này lấy không? Đỏ đô Quý Đăng nè. Không có rồi, để chị Hai để đây. Rồi giờ Quyên sẽ qua like mẫu 25k nha mọi người ơi. Bây giờ chỉ còn có 14 người xem. Mấy bạn kia đi ngủ hết rồi. Cuộc lại đi, bỏ bịch cuộc lại. Nè còn sót con chó màu vàng, có ai lấy không? Áo này là từ 57kg cho xuống mặt vừa nha em. Áo kim sa này nè. Chất giải bên chị là cô tông 4 chiều chứ không phải là chất giải cứng đó. Còn sót cái con mẫu con thỏ này đẹp quá mọi người ơi, có ai lấy không nè? Có ai lấy không? Chỉ có một cái duy nhất thôi, con thỏ màu vàng quá xinh luôn. Con thỏ màu vàng này có ai lấy không? Lấy là bỏ bịch, lai qua mẫu 25k nha. Năm mươi bảy ký trở xuống mà ok luôn. Đã Quyên có bầu mà 61kg phọt vô vừa. Bây giờ tới mẫu áo thun 25k nha. Đây áo 25k. 25k nè đó. Chất cô thun cô tông 4 chiều. Đó. Cô tông 4 chiều 55kg trở xuống mặc ok luôn. Ngồi cái xếp phụ đi, ngồi ăn nữa. 25k, 25k. Xếp áo phụ mót kìa, coi mót làm sao làm giống vậy kìa. Cái áo nào lấy bỏ xếp bỏ bịch lại. Em lấy một cái đỏ đô màu đỏ này đúng không? Lấy áo màu đỏ này đúng không? 35k đúng không? Quý Đăng. Cái gì đen em? 40kg bao vừa luôn. Mặt là quá chuẩn dáng của áo này luôn á. Đẹp lắm. Đây nha, 25k nha. Mẫu này là 25k. Chất vải thun cô tông 4 chiều. Mắt lạnh luôn nha, cầm lên tay mắt lạnh luôn. Đó. Quý Đăng. Mấy bạn lấy hàng này một tí nữa Quyên sẽ inbox cho mấy bạn, rồi mấy bạn cho địa chỉ với lại số điện thoại Quyên gửi hàng nha. Nhưng mà những bạn nào mà mới lấy hàng bên Quyên, mua hàng bên Quyên thì cọc cạc điện thoại 20k dùm Quyên nha. Trâm Huỳnh em lấy trắng, ok em. Mấy bạn mà mới mua bên Quyên á thì cọc cạc lần đầu cho Quyên 20k để Quyên gửi hàng, rồi những lần sau mua hàng nữa thì không cần cọc nữa nha. Tại vì những khách quen thì Quyên đã biết hết rồi, còn những cái bạn có nhiều bạn mình gửi hàng mà không nhận á, hàng trả đi trả về á. Trâm
mình. Mấy bạn thông cảm nha. Chị đặt cọc một lần đầu thôi. Một cái đen nữa chị, quý đen. Ủa, cái đen nào ta? Mó coi cái mẫu kim sa đen đó đưa chị hai. Ừ. Quý đen lấy thêm một cái màu này nữa ha. Về lớp sáp. Kim sa này nó phải quý đen. Kim sa là 35k nha. Còn áo không kim sa là mà không có kim sa là 25k. Hai bích lương. Nè màu này nãy like rồi. Mấy bạn đang xem thì chia sẻ vô nhóm nhiều nhiều giúp Quyên nha. Cảm ơn rồi. Cuối chương trình like thì Quyên sẽ tặng quà cho mấy bạn nha. Đó màu này rất dễ thương luôn. Cu te quá. Em nói là có quà. Giờ này chưa ăn gì luôn rồi. Bầu chưa ăn uống gì luôn. Chút đi mua gói mì sẵn tối ăn. Đó màu vàng rất xinh luôn đó. Quá đẹp luôn. Bạn nào lấy thì xem nha. Xem Quyên tháo rồi từ từ cho mấy bạn xem nha. Đây. Ồ áo này là áo cấp top nha. Quá đẹp luôn. Áo cấp top ngọc trần với áo xanh. Mấy bạn chia sẻ vô, bạn nào chia sẻ vô nhóm nhiều nhất thì sẽ nhận được quà là sữa rửa mặt nè, trị giá 250 ngàn. Đó, quà đó là dành cho bạn nào mà chia sẻ nhiều nhất trong nhóm. Cuối chương trình livestream này Quyên sẽ Ngọc Trân. Cuối chương trình livestream này là Quyên sẽ chết Ngọc Trân. Bị cận nè, không có tiền mua kính cận nữa nè. Trâm Huỳnh có xanh biển không? Có luôn. Xanh biển đây. Xanh biển nhiều. Xanh Doraemon rồi. Đâu rồi? Ủa màu xanh Doraemon ở đâu rồi? Xanh Doraemon này. Ủa mới like đâu rồi? À, Doraemon, xanh Doraemon. Có xanh biển nè, bạn nào hỏi xanh biển nè. Có xanh biển đây nha. Đó. Nè, có mẫu xanh biển này nữa. Doraemon ra còn màu tím. Đồ bộ mới có nha bạn ơi. Nè, mẫu Doraemon này rất xinh luôn. Ui, thấy cưng quá. Chất giải rất đẹp nha mọi người. Gia Nguyên bao mọi người cầm chất giải vô là rất thích luôn. Nó mát lạnh luôn nha, thun cô tông. Nè. Nó chất giải nè, nó Zalo luôn, Zalo màu xanh quá đẹp luôn. Nãy bạn nào hỏi mẫu Doraemon nè, có mẫu màu này nè. Nè Doraemon nè, có hình có chữ này nó nói chuyện gì tùm lum đúng không? Đó, dễ thương chưa? Thấy cưng quá trời luôn à. Đó. Áo thun này là nó có, nó hầm bà lặng hết trơn á, cho nên nó mỗi mẫu chỉ có một kiểu thôi, cho nên không có mấy bạn nào thích thì lấy liền nha. Không có mẫu thứ hai, không có cái thứ hai. Nó nhiều mẫu lắm. Ngọc Trần lấy Zalo nè. Ngọc Trần bộ bịch lại. Ngọc Trần lấy Zalo. Bút lông này. Lặn này bút lông không tiền. Ngọc Trần. Ngọc Huyền Đoan nè. Ngọc Huyền Đoan. Cái áo này mới ghi bị dính màu chữ thôi, để cho mấy đứa em đó mà. Em lấy màu khác đi Ngọc Huyền Đoan. Mới ghi bút lông mới dính chữ vô. Mẫu Zalo có không? Dính
màu là không bán nha. Doraemon xanh. Xanh nè, màu này mà. Lấy mặt đi nha mất. Đồ mà bị dơ một mẫu là Quyên không có bán liền. Cái mẫu Zalo á bị dính màu cái là Quyên không có bán nha. Đen hả nè. Lấy đen này nha. Ngọc Huyền đoan đen này được không cưng? Doraemon còn nhiều mẫu lắm. Mẫu Doraemon này rất đẹp nha. Thân hình thể thao. Cái gì gì đó. Ngọc Trần đen nè. 25k nha mọi người ơi. Ngọc Trân. Cái áo nào mót lấy rồi để riêng nha, để hơi lộn. Nè, có ai lấy cái mẫu này không nè. Ở sau thì nó có tạo kiểu hơn sao nữa đó. Nó có màu trắng đen nữa nè. Cái này là mỗi mẫu nó có một cái, hai cái mỗi hình đó. Hàng mà bị lỗi là Quyên không có bán cho mọi người, Quyên để cho em gái mặc. Đó. Không có bán hàng bậy bạ cho mọi người. Đó. Nè. Nó có sọc đỏ, sọc trắng đen. Rồi xanh. Lấy hình khác nữa đi, lấy hình khác đi. Xanh. Xanh dương. Con ngựa này nó có bên nè. Con ngựa nè. Ừ, đó kiếm hình khác đi nha, đi bỏ mấy này vô kiếm ngựa luôn, lấy sọc trắng đen. Ok bạn, bạn Ngọc Huyền Đoan lấy đen đỏ, Ngọc Trần lấy trắng đen. Em lấy đen, em lấy đen trước mà chị. Trắng đen, coi kiếm cái màu trắng đen một đôi mon còn không. Ngọc Huyền Đoan vậy bạn Ngọc Trân lấy trắng đỏ đi, trắng đỏ cũng đẹp mà. Đừng có chui luôn thôi. Đây. Kiếm cái hình khác cho mẹ coi. Ê, nó có cái hình này đẹp lắm nè, màu trắng đen. Đó, dễ thương quá. Thấy cưng luôn à. Một trắng đen nữa. Để đây chè. Hình mắt kính và cái ly cũng dễ thương nè. Anh đâu lấy mẫu này. Này có người lấy rồi. Kim Sa hả? Để bên đi. Còn la cái này đừng làm lộn xộn rối quá. Nè bỏ vô. 25k nha mọi người ơi. Đâu chị hả? Bỏ vô đi. Rồi còn hình gì nữa không? Hình con ngựa. Đâu, con ngựa đâu? Ở đây à, ở dưới đâu nè. Hình con ngựa. Màu xanh lá. Trâm Huỳnh em lấy màu nào? Lấy cái hình mắt kính phải không em? Mắt kính cái ly phải không? Trâm Huỳnh. 25k quẹo lựa nha. Mắt kính nè. Này áo gái mà thân. Cái màu đen có chữ du. Cái màu đen có chữ du. Ở trong kia kìa. Đâu? Nè. Đen có chữ du. Ngọc Huyền Đoan. Một tí nữa là chị sẽ vô chị báo số lượng cho mấy bạn mà nãy giờ màu đỏ chữ du rồi. Phải. Bạn nào lấy cái lấy Ngọc Trân nè, lấy cái trắng đen nè. Tí nữa chị sẽ chụp lại những sáng mai á, chị sẽ chụp lại những mẫu nào mà mấy bạn lấy cho mấy bạn xem lại nha. Màu xanh ngựa này có ai lấy không? Quá đẹp luôn, chất giải cực kỳ dày luôn.
chất vải cực kỳ dày nha, thun cotton 4 triệu. Đó, quá đẹp luôn nha. Thành quả táo có chân. Bạn là lấy không? Thành con ngựa rất là dễ thương luôn. Quả táo kìa. Châm huỳnh mắt kính. Mắt kính á? Không phải, kính gì là kính trắng đen á. Nè đây nè, đây nè. Ngọc Trân. Đâu à, Ngọc Trân lấy hình con ngựa hả chị? Con ngựa nó có màu hồng nè, màu vàng, màu xanh. Con ngựa, hình con ngựa. Kính của bạn Trâm Huỳnh nè. Trâm Huỳnh ngựa màu xanh nè, Ngọc Trân nè. Ngọc Trân con ngựa nó còn có màu tím nè, màu vàng nha, tím hồng vàng nha. Con ngựa, con ngựa nó còn màu tím, màu hồng, màu vàng nữa nha mọi người. Đâu đưa, đưa nào, đưa nguyên cục đây, đưa nguyên cục hình chai rượu. Hình gì vậy, hình xe đạp à? Trong sách đó không có. Hình chữ đó, hình chữ có rồi, like rồi, like rồi. Hình xe đạp. Hình xe đạp. Xe đạp ơi nè, có ai lấy xe đạp ơi. Chị được mấy cái rồi em, một tí nữa em sẽ chép nha, bây giờ tin nhắn quá nhiều rồi. Ngọc Trần. Đây. Mẫu xe đạp một tí nữa em sẽ chép lại, em sẽ báo cho chị vô inbox nha. Đó, có ai lấy mẫu này không? Quá rẻ, chỉ có 25.000. Rẻ hơn ngoài chợ luôn, ngoài chợ 3 cái 100. Em 25.000 một cái nha. Chất vải đẹp hơn ngoài chợ luôn, bao đẹp luôn. Này là thun cô tông 4 chiều. Mẫu xe đạp thì sẽ có màu tím nè. Có là bóc bỏ à, Zalo màu xanh có mà. Zalo nè, có ai có. Bé nè, nãy lấy màu xanh Zalo nè, còn nha. Nó lộn xộn lùm lum hết á. Xe đạp màu cam. Em lấy xe đạp màu cam. Xe đạp màu cam Nguyễn Huyền. Xe đạp màu cam nè, Nguyễn Huyền. Lấy cái đẩy vô, lấy cái nệm trả cho má nặng nè. Nguyễn Huyền nè, xe đạp màu cam nè. Tím xe đạp Hân Nguyễn. Hân Nguyễn. Đó, tím xe đạp quá đẹp luôn. Bé Hân nè. Bé Hân nè. Xe đạp trắng đen đâu. Ủa đâu có xe đạp nào trắng đen. Có mắt kính trắng đen. À, mắt kính trắng đen hết luôn rồi. À, có cái hình chữ lớp này màu cam quá đẹp luôn. Ồ, kiểu này quá đẹp luôn mọi người. Đó, 25k mà quá xinh luôn nè, thấy không? Quá trời đẹp luôn. Ok em, để chị chốt cho em luôn. Rồi chị chụp màn hình chị chốt rồi nha. Đây nè, có ai lấy màu này không? Mẫu này quá đẹp luôn. Mẫu ngôi sao để đi. Mẫu này quá đẹp luôn. Mấy màu? Con mặn có con kiểu một hả? Con cái một hả? Nguyễn Đăng ca. Nó lọt vô con cái à. Nó hình bông này nè. Bông mà nút sau lưng. Có con cái à. Bé con lấy màu màu cam này phải không? Nguyễn Đăng nè. Vợ Dương. Nè Nguyễn Đăng. Để đi mới đi.
cái mẫu Zalo xanh này nè, có hồi nãy bị lỗi chị không bán, mà giờ lọt cái thứ hai để coi có bị lỗi không nha. Không, ủa không phải Zalo luôn rồi đây nè, hàng lỗi là không có bán nha, mua bán quen biết là uy tín chứ không có bán mà hàng treo đồ dê bán thịt chó nha. Đó, mẫu Zalo nè, mẫu Zalo này nãy có bạn lấy mà bị lỗi quy không bán, nhưng mà có cái thứ hai này không bị lỗi nha. Ok, chăm Huỳnh nè, chị chụp màn hình lại đó, mẫu Zalo này không lấy thì bỏ thì bịch lại đi mất. Mẫu Adidas màu xanh biển cũng quá đẹp luôn nè mọi người ơi. Zara, mẫu Zara đẹp lắm nha. Áo này áo cấp top nha, Ngọc Trân Zalo, đưa cái hình Zalo cho chị hai. Đâu bọc đó, Ngọc Trân lấy hình Zalo. Con bên Ngọc Trân lấy trước rồi à. Ủa Zalo Nguyễn Đăng lấy trước rồi, Nguyễn Đăng lấy trước. Nguyễn Đăng nè, Nguyễn Đăng để riêng cái đó. Có cái mẫu Gucci nè, áo chữ Gucci, chữ Gucci nè nha, mà áo Gucci đó, chất giảng nha, Gucci đó, cái tay nè, cái tay con nha, áo tay con. Ngọc Huyền Đoan Gucci màu này á em. Ngọc, ông Quyết giờ này không về coi từ nhỏ, ông Quyết ơi nhậu hoài cha. Ngọc Huyền Đoan nè, lấy cái mẫu nào nè, mẫu Gucci rồi trên tay phải không? Gucci còn màu này nữa nè, kiếm cái chữ Gucci nữa coi. Gucci còn cái màu hồng này nữa nè. Cái màu tím. Đây. Gucci màu tím nữa nè. Gucci đỏ. Nè, Gucci tím nữa nè. Gucci tím nữa nha. Rồi giờ Gucci đỏ nè, Nguyễn Huyền nè. Kiếm này kiếm mấy cái mẫu Gucci. Puma và Adidas đồ ăn nha. Ngọc Trân, Ngọc Trân Hồng. Để bên nè, để quăng bên, đỡ chở đang đi. Ngọc Trân Hồng nè, Gucci tím rồi, ok em. Coi mẫu Gucci còn không? Ngọc Trân. Rồi Zalo để đây thôi. Gucci đỏ Nguyễn Huyền. Kiếm tiền mang đi mua cái kiến đeo à. Nguyễn Huyền nè, Hân, bé Hân. Zalo có quá trời luôn. Đây đưa cây Zalo lên. Nói giỡn luôn. Like ngày nào chị cũng like em. Gucci tím mai là like tới đồ khác rồi, không phải đồ này rồi. Ngày mai là đồ bộ. Mai về đồ bộ nhiều lắm, mất kỳ đấy. Không, mình để mai đi. Mày nãy giờ like rồi đấy, mày để mai. Rồi bây giờ tới cái hình ngôi sao, mấy hình ngôi sao đưa mày không? 4 hình. Hả? Ngôi sao nha. Đen Zalo, đâu rồi, đưa cái đen Zalo đây, thấy hay rồi nè, đen Zalo. Đen Zalo Ngọc Huyền Đoan. Ngày mai là không có like đồ này nữa, mai sẽ like đồ bộ nha. Cho nên ai canh hốt thì hốt nha, hôm nay 25k nha. Đồ nam không em à? Chưa tới nè, ngôi sao nha, ngôi sao rất đẹp luôn, chất giải bao đẹp luôn. Đây chị 61kg, chị sẽ trồng thử vô cho mấy em xem chất giải cô tông 4 chiều cỏ giãn. Nhiều lắm nha. Đó. Đây chị 61kg đây, chị đang mang bầu 4 tháng luôn nha. Đó. Chị mặc vô luôn á.
7kg như xăng. Chất giải cô tông 4 chiều nó giãn dữ lắm em à. Còn mình chơi bộ nguyên khắc nè. Đây nè. Nó có màu xanh, màu vàng và xanh xanh dương đó. Với màu này, đó 4 màu nha. Bạn nào lấy mẫu này ngôi sao thì inbox màu chơi cho Quyên nha. Rồi bỏ vịt đi, ai lấy ấy mà. Đây. Thôi đi gụ qua rồi. Màu này nha. Em lấy màu gì? Màu này hả? Nhân dương hồng nè, em lấy màu gì? Màu màu này ha. Màu này đẹp nè. Nhân dương hồng. Lấy xanh, ngọc, ngọc trân lấy xanh nè. Xanh nào? Xanh nào em? Xanh xanh lá hay xanh dương? Nhân dương hồng. Dương. Dương rất là hồng. Nhân dương hồng. Adidas. Lá ngọc trân. Rất là cái mặt đầu em á. Mấy mẫu này mặc với quần sọt là quá đẹp. Vậy mà không có bầu thì cũng lấy mấy chục cái gì mà. Ngọc hơn luôn rồi. Gì ngọc trân. Ngọc trân nè. Mà mẫu người ta để với em. Cột lại để với mai nhớ lộn trộn. Adidas này là nè, có chữ bé ăn là hàng tiệm nè, đúng không? Hàng 35.000. Có ai lấy mẫu này không? Adidas. Adidas nha. Áo 25k. Này Adidas này, mẫu này rất là đẹp luôn, đang hot nè. Có nút hoa bên hông nữa nè. 25k. Thói qua bỏ bịch phụ mua mất kìa. Đây, ABC. Ê, ngồi bự. ABC trái cây quá đẹp luôn. Ngồi bự rồi. Ngồi bự rồi. Trắng hả? Yến, kiếm mấy cái nào màu trắng quăng đây Yến. Còn mới mẫu nào màu trắng không? Đây là cái này cái gì? Mình xịn hả? Mình xịn. Không, hàng đó 35.000. Kệ hói qua bên kia rồi, trong bao coi có màu trắng không con. Mình để đây đi. Nguyễn Đăng, màu xanh. Con lấy xanh này hả? Áo này là 57kg trở xuống mặc vừa nha em. Chất giãn cô tông giãn 4 chiều. 25k. Đăng lấy màu này hả con? Nguyễn Đăng nè. Con lấy màu xanh này hay là xanh này? ABC hay là chị đồ còn không chị? Còn nhiều mà. Chị đang like đồ 25k, áo 25k. Thôi cái đó là like rồi, like rồi. Bé Nguyễn không like rồi. Nguyễn Đăng. Cái đó còn không chị? Xanh đó. Xanh này ok. Lấy màu trắng thôi, khi viên nguyên cây. Cái đó đậm mà. Cái đậm chi? Mày lấy. Nguyễn Đăng. Cái màu đỏ. Chị ở quận Bình Tân nha em. Cái màu đỏ này hả? Đời có, chị đang kiếm áo thun trắng nè. Áo thun trắng hết luôn hả? Hết luôn. Áo thun trắng hả? Nè. Áo này. Cái đó cái đầm. Nè bạn Quý Đăng. Ủa phải bạn đời nó bạc gì đó, màu đỏ nè. Để nó đi. Xếp đầm, đầm thì xếp vô cây đầm nữa, cuột lại. Đầm nè em. Để đi. Sáng rồi ăn giờ bỏ cho đây
áo trắng còn nè. Bạn bạn đời nó bạc. Bé Hân lấy màu trắng màu đỏ đúng không? Rồi ok em. À, để màu trắng ra đi mẹ đi. Bé Hân. Để đừng có làm mất màu trắng nha, màu trắng giờ khó kiếm. Em lấy màu đỏ. Màu đỏ còn cái mẫu này nữa nè. Tại vì lấy cái mẫu nào thì nói liền chốt liền. Puma màu đỏ. Đây màu trắng để bên này. Puma màu đỏ nè. Màu hồng á, màu màu đỏ hồng á. Nè. Ngọc Trân Adidas. Màu cam. Bây giờ nó nhiều, mỗi mẫu nó còn có một hai cái thôi, cho nên bạn nào lấy thì là lấy liền. Là hốt cái giấy này thôi, hốt giấy này thôi. Để quay qua đây cái nó tối quá. Trắng. Ai đi đá hả? Nó thôi để em mới đi đừng á. Mày rảnh nó đi, rảnh gì vậy? Nè màu trắng này nè em nha, Adidas. Boris. Mẫu này là 35k nha. Đó. Mẫu này 35k. Cái gì vậy, la hoài vậy? Đó 35k nha. Cái áo này là bên hông nó in cái hình trái tim rất là đẹp luôn nè, nó in hình trái tim đẹp lắm nha, bên hông á. Đó, 35k nha. Còn hai cái màu trắng thôi. Còn hai cái màu trắng là hết màu trắng luôn rồi. Gần 2000 mấy áo. Có bạn nào lấy màu trắng thì chốt luôn nha. Nhanh nha, để tí nữa hết hàng thì không còn màu trắng nữa. Đời nó bạc, ok em. Đừng đi ra con. Đừng có đụng nè, ngã cây lê chim. Châm Huỳnh nè. Hết luôn rồi nha, hai bạn lấy nè, hết luôn rồi đó. Hai bạn lấy hai cái màu trắng này là hết hàng màu trắng rồi nha. Đời đời nó bạc. Mấy bạn đang xem thì nhớ share clip vô trong các nhóm giúp Quyên nha, để cuối chương bạn nào share nhiều nhất thì cuối chương trình sẽ nhận được Quyên sẽ chat cho bạn nào. Bạn nào mà chia sẻ nhiều nhất thì sẽ được nhận quà bên Quyên, quà tặng bên Quyên nha. Áo vàng chữ cũng quá đẹp luôn. À, áo Puma màu đỏ nữa nè. Áo Gucci, áo Gucci màu cam. Còn sót lại một cái. Cái đó áo gì? Đó, áo Gucci màu cam. Puma, Puma. Không, lấy hình gái cho con. Hình này nãy giờ like rồi. Đây. Gucci cam. Còn màu trắng thế này chị ha. Đâu màu trắng thế nào? Ô quăng đây, màu trắng chữ. Coi kiếm cái nào trắng màu sót thôi quăng lên đây hết đi. Áo vàng. Ủa. Ngày mai là like tới đồ bộ rồi, không có còn like áo 25k nữa nha. Cho nên mọi người canh săn ha. Áo thun 25k này nha. Áo vàng Gucci cam hết nè. Hoa bạn Hân lấy trước rồi. Áo vàng bạn Hoa Huỳnh nè. Gucci hết hàng luôn. Đó, chữ hay gì? Đây đây. Hoa y hết hết, còn màu đen. Hoa Huỳnh, chị có gì mai inbox em nha. Ok em ngủ đi, chúc em ngủ ngon nha em Trâm Huỳnh. Hai mẫu này, mẫu này đó rất đẹp nha.
nha, chất vải. Chất vải nó cũng dạng như tương tự thun bo riếp luôn nha, đẹp lắm. Mở nhỏ ơi. Chị 6 kg chị mặc vừa luôn nè. Đó, chị 6 kg là chị mặc vừa luôn nè. Đó, mọi người thấy không? Đang có bầu 4 tháng nữa. Chị mặc vừa. Đó. Thì mấy bạn từ 56, 55 kg mặc là ok luôn. Lại đi. Đây còn sót một cái màu trắng nè, các bạn nào lụm luôn không? Trắng chữ rất đẹp, rất giải, cầm này quá đẻ luôn. Đó, cái trắng chữ này quá đẹp luôn nha mọi người ơi. Chất giải bao đẹp luôn, mọi người cầm vô là mọi người thích liền. Quý đan áo xanh. Áo xanh chị mời vừa mới thử đúng không? Áo xanh bạn đời nó bạc, lấy áo xanh màu nào? Nó còn cái màu xanh này nữa nè. Ủa, còn sót bộ đồ bộ nữa nè. Còn bộ đồ bộ mà 35 ngàn nè. Trắng. À, thoa hình nè, lấy trắng nè. Để giờ chắc bạn Quý Đan lấy màu xanh. Màu xanh ABC hay là màu xanh Ali Rara. Quá nhiều, còn ba màu xanh luôn nè. Từ đi. Từ ngồi đi. Hoa huỳnh. Hoa huỳnh nè. Bây giờ Quyên hỏi lại nha. Cái màu xanh này bạn nào lấy? Lấy trước thì Quyên sẽ coi bạn nào lấy màu xanh trước nha. Đời nó bạc sẽ lấy màu xanh này nha. Rồi nó bà sẽ lấy màu xanh chữ số 2. Chị xem là chị thấy cái bạn mà đời đời nó bạc là lấy trước nè. Mấy còn mấy màu xanh này đẹp nè, lấy giùm chị đi. Đó, mấy màu xanh này nè, đẹp mà. Thì cuối cùng áo ABC thì quá đẹp luôn nè. Đẹp hơn cái màu xanh đó nữa mà. Chị nè, chị thử cho mọi người xem. Tùy theo số lượng em lấy nữa rồi mới biết chị tính có tính ship hay không nha. Đó, màu xanh này nè chị 61 kg, chị trồng vô vẫn vừa, vẫn thoải mái. Em ở đâu? Đó, xanh nào chị mặc vô cũng vừa đó. Tại vì chất giải nó là cô Gucci hết rồi em. Chất giải nó là cô tông 4 chiều mà nó giãn dưỡng lắm, cho nên mặc thoải mái lắm. Đó, còn hai cái màu xanh đó đó. Thì còn một cái bộ đồ bộ này nữa nè. Bộ đồ bộ 35k nè, có ai hốt luôn thì hốt luôn. Đó, giải là rất là co giãn, bao giãn luôn. Phan Thiết. Phan Thiết thì ship 20k nha. Chị phụ ship đó. Chứ là thường ship là như hơn á, nhưng mà chị phụ ship. Nếu mà mua nhiều thì chị phụ ship nha. Mọi người chịu ship 20k. Đó, bộ xanh này giãn cực kỳ luôn. Chị 61kg nha, đang mang bầu 4 tháng. Chị thử cho mọi người xem. Đó, chất giãn mát lạnh luôn. Giờ này mặc vô còn lạnh nữa nè. Đó. Cái áo của nó dài lắm, chị đang mang bầu cho nên. Áo này lạnh lắm rồi nè. Còn 3 cái xanh rồi, ok. Nó bọc đâu rồi? Bọc hết rồi. Hả? Đồ bộ Phi mai có nha em. Mai sẽ về đồ bộ Phi. Không phải đồ đó, đồ để mai. Nguyễn Huyền nè.
bộ phi nha. Bộ đồ bộ xanh này có ai lấy không? Gần mấy giờ rồi? Là vài cái nữa rồi nghỉ rồi, tới giờ rồi đi ăn đấy. Trời chiều rồi chưa ăn gì hết. Đó, mẫu đen này rất đẹp luôn nha, rất là cute luôn. Đó, quá dễ thương, nguyên tập trọng thử cho mọi người xem luôn, cho biết kích giải nha. Kích giải con tông 4 chiều. Nó giãn dữ lắm. Cho nên là 5-7 kg, 5-6 kg rồi, 55 kg mà. Ok hết nha đó. Áo cấp tốt nha. Tại vì Nguyên có bầu cái ngực hơi to cho nên nó mà kêu nó bị giật cái áo lên á. Ok em Hân Nguyễn lấy màu đen. 25.000 quá rẻ. 3 cái chỉ có 75.000, ở chợ bán 3 cái 100.000. Mà 3 cái ngoài chợ hả? Chưa chắc gì bằng cái áo này nha. Vậy chị để hàng em lại, mai em lấy đồ bộ rồi dùng đơn. Ok em, ngày mai sẽ có quần, có đồ bộ. Bữa nay thì dẹp, bữa nay thì có áo lẻ nhiều với là đầm. Đây là còn mấy cái mẫu Adidas nè, Adidas màu xám, mẫu này là 35k giải Borip nha, giải xịn. Giải Boris, giải mà mai mấy bộ đồ thun ép đá. Đó. Đẹp lắm nha mọi người. Có hình trái tim bên bên nè. Ê, có hình trái tim bên hông nè đó. Giải rất đẹp luôn. Màu xám, màu vàng. Hết hả? Ủa nãy giờ bán hết hả? Đầm maxi gì, gì nãy giờ chị đang like đầm mà đầm maxi không á, đầm maxi mà dạng như lửng á chứ mà em dài. Đầm maxi lửng. Đầm maxi tới đầu gối của mình á. Đầm ba lấy cái đầm. Ok em, mai lựa chốt đơn luôn. Không đầm nhúng á, đầm nhúng nhúng á, nhúng trước ngực á, cái ống đầm đó đó. Đầm cho nó. Nè, cái này của san hô. Ờ. Có cái loại von á. Ờ, mấy cái von ở ngoài rồi không? Ngó ngoài rồi không? Đây nè, đầm nè, đầm maxi nè. Nó đầm này nó ngắn chứ không phải là đầm dài. Cái này là 60kg, 58kg, 59kg mặc dừa. Giãn dữ lắm. Thôi để coi, dẹp đi. Đem gái cho tao coi. Dài à chị, một. Chị không có đầm dài. Khỏi khỏi lấy nữa nó ơi. Kiếm đầm dài. Đầm dài như đó hả? Đầm dài có mà. Không có không? Không có. Đâu? Đó hai cái gì đó, hồi nãy bạn nó thử nữa đó. Thôi giờ cũng khuya rồi, thôi đi ăn đó, rồi có gì mai like tiếp. Ủa còn sót bộ này chưa ai lấy hả? Ra, sót bộ này nè, có ai lấy bộ này không? Nè. Đâu? Ôi thấy tương không? Bộ này nè, đẹp lắm. Bộ này là 55kg mặc vừa luôn á. Nãy em gái của Nguyên là 54kg mặc rộng á. Chất giải cà tê mát lạnh nha. Thôi giờ cũng khuya rồi, có gì hẹn nè mọi người ngày mai like tiếp nha. Rồi cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi săn hàng. Còn mấy đồ bộ nữa, hai bộ. Mấy có đồ bộ, còn có 1 bộ à. Ngày mai còn 1 bộ này nữa. Ừ, nó hết rồi. Ngày mai Nguyên sẽ like đồ bộ rồi nữa. Em lấy bộ này á, Huỳnh Trinh 35k. Ơi, coi còn bộ nào nữa không? Hết rồi, còn 1 bộ rồi.
Còn bộ nãy đó. Bộ xanh á. Không, bộ đồ này nè. Bé Huỳnh Trinh lấy trước nè. Huỳnh Trinh. Bé Trinh Trương Trình đi, chị ghi gì cho nhớ. Nãy giờ cũng bị trùng tên á. Bé Trinh Trương Trình. Hoa Huỳnh. Coi cái bộ đồ bộ kia còn không, đem đây đem mấy bộ đồ mon rồi đó. Đây nè. Đồ bộ kìa. Trời ơi cáo này nó dễ thương quá trời. Đó. Cưng không? 25k à, thấy cưng quá. Chất giải à, rộng lắm nha. Ok em. Không phải bộ đồ bộ á. Còn hai bộ đồ bộ nữa thôi, hết luôn, hết hàng luôn, 35k. Đồ bộ 35k. Thân hình thể thao chiều 3m5, ngồi ghế salon trên giường chạm đất. Ngu quá. Ừ. Nè còn một bộ này nữa nè, 35k mà đẹp cực kỳ luôn. Không đẹp không lấy tiền nha. Đó. Chất thun của tông, mắt lạnh luôn. Mày nhá cái mày ngầu chỉnh đó. Cái chất thần rơ mát lắm nha. Nè chất giải nè cho mọi người xem. Chất giải nè. Đó chứ không phải là chất giải mà cứng giống như ngoài chợ đâu. Chất giải mát lắm. 35k thôi, hốt luôn giùm, có ai hốt luôn không? Còn con bộ nữa hết rồi. Hết rồi. Hết luôn rồi. Hân Nguyễn. Hết luôn, ngày mai là sẽ có những bộ mới hết, cái mẫu này là hết rồi. Rồi thôi. Đây bộ cuối rồi, đây hẹn các bạn ngày mai săn hàng tiếp nha. Giờ quên bầu đi ăn cái đó, đói bụng quá chị đi ăn gì á. Dạ quá. Ok em, ngày mai săn đây mấy cái hàng mẫu trẻ nha. Chị có cái mẫu ở trên để trẻ lắm á. Thôi ngày mai săn đi, giờ đi ăn nha. Bye bye mọi người nha. Giờ Quyên sẽ